Tinh thần biến phần 6 tập 7, tinh thần không gian thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hỗn loạn tinh vực, thực sự rất loạn, bây giờ Tần Vũ cũng không muốn đến đó làm gì. Hắn lựa chọn chính là tinh vực Thanh Hòa Yên Bình này. Thanh Hòa tinh vực là đại bản doanh của ưng tộc, ưng tộc lại là tộc rất mạnh trong tộc phi cầm, luận thực lực, có thể gần bằng bằng tộc. Hiện nay tộc trưởng của ưng tộc là bắt cấp yêu đế lưu đồ, là một trong ba đại cao thủ dưới trướng bằng ma hoàng. Giờ Bạch Phượng đã chết, dưới quyền bằng ma hoàng chỉ còn ngao khô lưu đồ hai người thành hỏa tinh vực lưu lam tinh trên bầu trời của lưu lam tinh bỗng xuất hiện hình dáng của một người đứng giữa không trung ngạo nghễ nhìn thiên địa bát phương tinh cầu này thật là đẹp đẽ thật là yên bình tần vũ xuất hiện nét cười được lắm lấy tinh cầu này làm nơi ở của anh em ta vậy tần vũ nhanh chóng hạ xuống mặt đất tâm ý nhất động hầu phí hắc vũ bạch linh và hắc đồng đồng thời xuất hiện đại ca nơi này là nơi nào cảnh quan thật là đẹp. Hầu phí hi hi hỏi. Tần Vũ gật đầu đáp. Đây là lưu lam tinh trong thanh hòa tinh vực, lưu lam tinh ở vùng ngoại vi của thanh hòa tinh vực. Theo như trong bản đồ vũ trụ mà vô danh đại ca đưa cho ta, thì tinh cầu này chỉ là một tinh cầu bình thường, cũng không khác gì phong nguyệt tinh mà ta từng ở, kẻ mạnh nhất ở đây cũng chỉ khoảng 7-8 cấp yêu vương. Đại ca, huynh quyết định sau này anh em ta sẽ ở đây sao? Hóc vũ một thân bạch y, mái tóc dài bay bay, tạo ra một cảm giác phiêu giật tần vũ gật đầu rồi nhìn hắc đồng bà huynh đệ bọn ta thì thế nào cũng được nhưng tiểu đồng thì không thể trốn tránh như bọn ta không thể không đến thành thị cho nên ta quyết định chúng ta sau này sẽ ở đây a à, hắc đồng mừng rỡ kêu lên đại bá con có thể ra ngoài chơi rồi phải không đừng có vội bọn ta không thể vội vàng tiến vào tinh cầu này ai biết trong đó có người của bằng ma hoàng hay không tần vũ cười nhẹ đáp bạch linh tức thời nói đại ca thế lực của bằng ma hoàng quả thực rất lớn nhưng nhân mã chủ yếu ở trong các tinh cầu quan trọng lưu lam tinh này chỉ là một tinh cầu bé nhỏ người ngoài đến đây cực kỳ ít hầu hết đều thông qua truyền tống trận chuyện này huynh biết cho nên mới chọn tinh cầu phổ thông này tần vũ gật đầu chỉ là lỡ như có gì sai sót ngay lập tức sáu nhân ảnh đột ngột xuất hiện sáu người này một là yêu đế cấp 4 huân tuyết còn năm người kia hai là yêu vương cấp 9, ba người là yêu vương cấp 8, đều là linh thú trong vạn thú phổ Bái kiến chủ nhân. Sáu người Huân Tuyết cung kính thi lễ. Đại ca, huynh định, Hầu phí, Hắc Vũ hai người nghi hoặc. Tần Vũ không đáp ngay, trực tiếp nói với Huân Tuyết. "Huân Tuyết, tinh cầu này là Lưu Lam Tinh, một tinh cầu phổ thông, kẻ mạnh nhất là khoảng yêu vương cấp 7 cấp 8, ta muốn các ngươi trong vòng 100 năm phải hoàn toàn kiểm soát tinh cầu này." Ý của chủ nhân là? Huân Tuyết nghi hoặc hỏi. Tần Vũ cười nhẹ nói. "Rất đơn giản." Ta nói hoàn toàn kiểm soát tinh cầu này, chính là kiểm soát, tất cả mọi người trong Lưu Lam Tinh, nếu có người ngoài tiến vào Lưu Lam Tinh, hắn làm gì ngươi đều phải biết." Thổ Hoàng đế, Hầu Phí cười rát rát. "Ý của đại ca là chúng ta làm Thổ Hoàng đế ở đây." "Không phải chúng ta, là Huân Tuyết, Tần Vũ cười đáp. Thậm chí Huân Tuyết cũng chỉ cần ở phía sau điều khiển, để cho Nam Yêu Vương xuất hiện, kiểm soát Lưu Lam Tinh, nếu mà có chuyện gì bọn họ không giải quyết được, Huân Tuyết mới xuất thủ." "Chủ nhân" chỉ là một tinh cầu nhỏ nhoi, sáu người chúng tôi chỉ cần một năm là đủ. Huân tuyết tự tin nói. Những tinh cầu như Lưu Lam Tinh, tứ cấp yêu đế như huân tuyết cua tay là có, nếu như muốn hoàn toàn kiểm soát, đúng là chỉ cần một năm. Đại bá, bọn họ thì không chế Lưu Lam Tinh, còn chúng ta thì sao? Hắc đồng nghi hoặc hỏi. Tân Vũ cười nói. Người nên biết, thân phận của ta, cha người và nhị bá, thậm chí mẹ người đều không thể tiết lộ ra ngoài. Chúng ta chỉ cần ẩn thân trong bóng tối, không để ai biết là được. Hầu phí, hắc vũ hai người mắt liền sáng lên, bọn họ hoàn toàn hiểu rõ ý của Tần Vũ. Tần Vũ mục quang lăng lệ nhìn Huân Tuyết. Huân Tuyết, ta cho ngươi thời gian 100 năm, 100 năm sau, nếu có người nào của bằng ma hoàng phái tới Lưu Lam Tinh, ngươi phải kiểm soát được hành tung của hắn. Tộc Phi cầm tuy thuộc quyền điều khiển của bằng ma hoàng, ta muốn chính là bọn ta phải kiểm soát hoàn toàn Lưu Lam Tinh, người của bằng ma hoàng phái đến, chỉ có thể biến thành kẻ mù. Nếu hắn thấy gì, cũng là bọn ta cho hắn thấy huân tuyết ngươi có làm được không tần vũ hỏi huân tuyết huân tuyết tự tin đáp chủ nhân yên tâm một trăm năm thuộc hạ hoàn toàn có thể làm được tiểu hắc bạch linh việc chúng ta bàn hôm trước còn nhớ không tần vũ cười hỏi hắc vũ và bạch linh đều gật đầu hắc vũ một tay xoa đầu con gái nói đại ca nói đúng phải để cho đứa nhỏ này ra ngoài nhìn thế giới nữa cha mẹ đại bá các người hắc đồng vẫn không hiểu tần vũ nhìn huân tuyết huân tuyết ta giao tiểu đồng cho ngươi chiếu cố một trăm năm này ngươi và tiểu đồng sinh hoạt trong lưu lam tinh ngươi lấy thân phận sư tôn của nó xuất hiện bằng ma hoàng vốn không biết sự tồn tại của tiểu đồng nó chắc sẽ không gặp nguy hiểm rõ chủ nhân huân tuyết cung kính đáp hắc đồng cuối cùng cũng hiểu ra tạm thời không được hiện tại vẫn chưa an toàn tần vũ cười nhẹ đáp lưu lại lưu lam tinh ít nhất hiện tại là không thể tần vũ trong lòng đã có sẵn kế hoạch hắn dự định bỏ ra trăm năm ở trong không gian để cảm ngộ vũ trụ đối với cảnh giới tiếp theo của tinh thần biến tần vũ rất muốn mau chóng đạt được so sánh với công pháp cửu chuyển ám kim thân tần vũ đương nhiên quan tâm tới tinh thần biến hơn sau khi từ biệt tiểu hắc đồng cùng với sáu người đồng tuyết tiến vào thành trì trong lưu lam tinh còn hắc vũ hầu phí bạch linh tiến vào khương lan giới theo kế hoạch thì bọn họ ở trong khương lan giới khoảng một nghìn năm Khương Lan giới 1000 năm, bên ngoài 100 năm. Hầu phí, Hắc Vũ ở trong Khương Lan giới tu luyện, còn Tần Vũ tiến vào không gian vũ trụ tu luyện. Trong không gian bao la, một tinh thể to lớn ngừng ở giữa vũ trụ, gần đó, một hành tinh màu lam xinh đẹp bên cạnh, có khoảng 10 khối vẫn thạch bay qua, trong 10 khối vẫn thạch đó, vẫn thạch to nhất có chu vi tới vạn dặm, kích thước đó so sánh với vũ trụ cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Bên trên tảng thiên thạch là nhân ảnh của một người đang ngồi, chính là Tần Vũ xem mọi thứ như lục hợp bát hoang, cảm ngộ vũ trụ vô tận, chính là cách tu luyện hiện nay của Tần Vũ. Ngồi trên tảng thiên thạch, Tần Vũ không ngừng phiêu bạt trong không trung. Linh hồn cùng vũ trụ hoàn toàn dung hợp làm một, cảm thụ nhịp điệu của vũ trụ, khí tức từ linh hồn Tần Vũ mỗi lúc một nhạt dần, cuối cùng dường như không tồn tại nữa. Một ngôi sao cháy sáng, như là một quả cầu lửa cực lớn, từng luồng lửa đỏ từ trong quả cầu lửa phún xuất ra, thậm chí có một luồng lửa phun tới đám thiên thạch. Một đám thiên thạch từ một hướng khác bay đến, xuyên qua đám thiên thạch tần vũ đang ngồi tần vũ hai mắt nhìn linh hồn cảm thụ dần dần nhãn quan và cảm thụ của linh hồn tương hỗ hợp nhất lại mỗi khắc ngồi trên thiên thạch tốc độ vận chuyển của cửu chuyển ám kim thân cũng được tăng lên tới cực hạn hai vạn bảy nghìn phù ấn lấp lánh ánh lam gân cốt và cơ nhục tần vũ không ngừng biến đổi cải tạo các tế bào trong gân cốt không ngừng đột biến nếu như gân cốt không chịu được tốc độ biến đổi cực cao đó sinh mệnh nguyên lực trong cơ thể tần vũ liền tự động tu phục tu luyện không cố kỵ gì như thế này trong tộc khủng long không ai dám làm chớp mắt đã 10 năm trôi qua tần vũ thoát khỏi cảnh giới hợp nhất với vũ trụ không khỏi lộ ra nét cười 10 năm qua bất quá chỉ như một cái búng tay sư tôn sáng tạo công pháp tinh thần biến chỉ có thể đạt đến độ kiếp kỳ nhưng tinh thần biến là công pháp hợp với diễn biến của vũ trụ chính là chân tránh đại đạo mức độ huyền ảo vĩnh viễn vượt qua các loại công pháp trong tiên ma yêu giới tham ngộ một thời gian dài tần vũ trong lòng đã hiểu rõ được nhiều chuyện phí phí và tiểu hắc tu luyện quả thực rất nhanh mình cũng phải tiếp tục tham ngộ thôi tần vũ thu liễm tạp niệm tiếp tục dung hợp linh hồn vào vũ trụ trong khương lan giới bên ngoài mười năm trong khương lan giới đã hơn trăm năm hầu phí cùng hắc vũ bọn họ công lực đã tăng tiến không ít hầu phí tóc trắng mắt vàng bôi tím trong tay cầm hắc xác trường côn đang hưng phấn cười rát rát bỗng hét một tiếng tạp bao điều xem chiêu hắc xác trường côn như một con hắc long phá không lao tới trực tiếp đánh tới trước mặt hắc vũ điêu trùng tiểu kỹ hắc vũ cười to một tiếng thân hình nhanh chóng biến ảo thành chín đạo tàn ảnh nhẹ nhàng tránh khỏi một chiêu đồng thời trong tay đột ngột xuất hiện xuyên vân thương trường thương như độc xà lao tới đột ngột bắn về hướng hầu phí côn thương giao kích chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi ngay lập tức ly khai sao thủ cực nhanh côn pháp của hầu phí thương pháp của hắc vũ từng chiêu từng chiêu tinh diệu xuất ra hai người không dùng lực khí chỉ dựa vào kỹ xảo tinh diệu mà thôi hắc sắc trường côn và hắc sắc trường thương giao thủ trong không trung lúc ẩn lúc hiện có lúc dường như ẩn nhập vào không gian kỳ diệu phi thường vũ ca ca nhị ca nghỉ một lát đi bạch linh từ trong đỉnh bước ra nói trên mặt đất hai đạo tàn ảnh liền phân khai hình dạng dần dần hiện rõ hầu phí trên mình mang kim sắc chiến giáp sung mãn chiến ý còn hắc vũ bận một bộ bạch y lại hiện ra một cảm giác tiêu sái ai ra tạp mao điều không ngờ ngươi đã đạt tới lục cấp yêu đế thương pháp đại tiến có thể đỡ được kinh thiên cửu côn của ta bất qua côn thứ 8 và thứ 9 vẫn chưa xuất ra nếu mà thi triển ngươi thua là cái chắc hầu phí tự tin nói hắc vũ cười nhẹ ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ kinh thiên cửu côn à mấy trăm năm chưa qua rồi ngươi cũng từ yêu đế ngũ cấp tiến lên yêu đế lục cấp ta tuy không đạt tới thất cấp nhưng kinh thiên cửu côn lĩnh ngộ cũng không ít chỉ là đệ cửu côn có chút vấn đề thôi hầu phí hơi đỏ mặt ngươi chờ xem Ta sẽ sớm trở thành yêu đề cấp 8." Hắc Vũ không nói gì thêm, chỉ thu thương lại, tới ngồi cạnh Bạch Linh. Hầu Phí cũng thu lại Hắc Bổng, ngồi bên cạnh Hắc Vũ. "Hầu tử, đại ca nói ở bên ngoài 100 năm, đúng là 100 năm sao? Nếu như sau 100 năm, đại ca lại đang trong giai đoạn quan trọng, bọn ta làm sao có thể quấy nhiễu?" Hắc Vũ nhíu mày hỏi, "Nhưng nói vậy, thì bọn ta khi nào nên hoán tình đại ca?" Hầu Phí cười hắc hắc nói, "Chuyện đơn giản." bọn ta cần gì phải gọi đại ca khi nào đại ca thấy thích hợp tự nhiên sẽ gọi bọn ta ra ngoài thôi hầu phí vốn không có gì để lo lắng hắc vũ chỉ còn cách gật đầu bạch linh ở một bên băn khoăn hỏi nếu như đại ca cứ mãi tham ngộ không lẽ chúng ta cũng cứ mãi ở trong khương lan dưới không ra ngoài muội đã lâu lắm rồi không gặp tiểu đồng thực sự rất muốn gặp nó linh nhi hắc vũ cho mày nói chậm gặp tiểu đồng một chút thì có sao việc tu luyện của đại ca mới là quan trọng nhất ừm bạch linh chỉ có thể đồng ý những ngày yên bình từ từ trôi qua trong khương lan giới tại nơi ở của ốc lam ốc lam lão đại ốc lam lão đại âm thanh ầm Mỹ liên tục vang lên ốc lam đang ngủ trong nhà giật mình tỉnh lại ốc lam không cách gì bèn chui ra ngoài thấy dã củ đang hưng phấn đi tới cười hỏi dã củ có chuyện gì màu nào quá vậy dã củ đắc ý đáp ốc lam lão đại người xem xem cái gì ốc lam nghi hoặc hỏi Ngươi nhìn kỹ cái coi, giã củ hớn hở nói. Xem ta có biến hóa gì. Ốc Lam nghi hoặc nhìn một lát, cuối cùng cười. Ồ, ngươi cuối cùng cũng có đột phá rồi. Giã củ vỗ ngực, vui vẻ nói. Đúng, sau bao nhiêu năm, ta cuối cùng cũng đã đột phá rồi, ha ha. Cái tên gia hỏa ngao vô hư từ lúc đạt tới yêu đế cấp 8, trước mặt ta lúc nào cũng hung hăng, giờ xem hắn còn có dám kiêu ngạo trước mặt ta nữa không. Kỳ thực ngao vô hư vốn không có kiêu ngạo, nhưng bộ dạng băng lãnh của hắn lại làm cho người đối diện có cảm giác hắn kiêu ngạo. Ha ha, yêu đế cấp 8, tốt, người vào vô hư tu luyện cho nhanh, bằng vào tốc độ tu luyện hiện nay của Tần Vũ, chắc sẽ sớm độ thần kiếp, phi thăng thần giới, nếu quả thực như vậy, chúng ta sẽ sớm phân khai. Ốc Lam bỗng nói. Ốc Lam lão đại, ý ngươi là. Giá cụ đã bình tĩnh lại. Ốc Lam nghiêm túc nói. Sau khi Tần Vũ phi thăng thần giới, ngươi và Ngao vô hư nếu như chưa độ qua thần kiếp, không cách gì cùng phi thăng với tần vũ, và ta, cuối cùng sẽ bị thần giới khu trục. Vũ trụ quy tắc là vậy, ví như từ phàm nhân giới đến tiên ma yêu giới, phải đạt đại thành kỳ mới có thể, như tần vũ, nếu hắn mang theo người trong thanh vũ tiên phủ, cuối cùng sẽ bị tiên ma yêu giới tự động khu trục. Khương Lan giới mặc dù là một không gian bên trong không gian thần khí, nhưng không phải không gian thực sự. Ốc Lam giải thích kỹ lưỡng. Không gian thực sự. Giã củ vẫn còn nghi hoặc ốc lam gật đầu cười đáp không gian thực sự tự nhiên có các loại năng lượng như linh khí hoặc nguyên linh chi khí có sinh mệnh phát triển như khương lan giới là một không gian bên trong không gian thần khí nguyên linh chi khí bên trong là hấp thu từ ngoại giới nó căn bản không thể tự sinh ra năng lượng ồ lão đại ta và ngao vô hư cần phải độ qua thần kiếp mới có thể đến thần giới còn ngươi thì sao dã củ trong lòng vẫn có một điểm nghi vấn ốc lam cười đáp ta vốn là ở thần giới trở về thần giới là tự nhiên. Dù là hiện nay ta không tu luyện, không có tiến bộ, sau này vẫn có thể ở trong khương lan giới theo tần vũ về thần giới. Các ngươi thì không được. a à, tên tần vũ này tu luyện cũng quá nhanh, nếu như chậm một chút thì tốt rồi. Giã củ buồn bã nói. Ta tuy đạt tới yêu đề cấp 8, nhưng từ cấp 8 lên cấp 9 còn khó khăn hơn nhiều. Ốc Lam chỉ cười nhẹ. Giã củ bọn họ có áp lực, Ốc Lam hắn không có. Trong hoàng cung hắc điều thành. Bằng ma hoàng, Tông Duyên, cùng hai yêu đế cấp 8 Lưu Đồ, Ngao Khô đang ngồi bàn luận. Lưu Đồ, cũng 80 năm rồi, khoảng thời gian này, có phát hiện tung tích của đám người hắc vũ không? Bằng ma Hoàng Tông Duyên lãnh đạm hỏi, nhiều năm trôi qua, bằng ma Hoàng Tông Duyên đối với việc bắt hắc vũ, cũng không có nhiều hy vọng. Lưu Đồ nhỏ giọng đáp. Một chút tin tức cũng không có. Bệ hạ. Ngao Khô đột nhiên nói. Nếu bọn hắc vũ cư trốn trong thanh vũ tiên phủ, không chui ra ngoài, dù chúng ta có tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được bằng ma hoàng tông duyên gật đầu đạo lý này hắn không phải là không biết chỉ là hắn rất muốn giết hắc vũ a à, bằng ma hoàng đột nhiên nhíu mày trên tay xuất hiện một truyền tin linh châu từ từ bằng ma hoàng trên mặt hiện ra nét cười lưu đồ ngao khô hai người nhìn nhau đều có nét kinh dị bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com set giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Mọi sự việc trong tộc phi cầm, ngày xưa đều do Bạch Phong phụ trách, hiện tại đều do Lưu Đồ phụ trách, có rất ít việc phải bẩm báo với bằng Ma Hoàng. Hiện tại bằng Ma Hoàng vì chuyện gì mà vui mừng, quả thực là sự tình hiếm thấy. Một lát sau, bằng Ma Hoàng cười nhẹ thu lại truyền tin Linh Châu. Bệ hạ, dường như có chuyện gì rất vui. Lưu Đồ cười hỏi, Ngao Khô cũng nhìn bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng cười đáp, không phải là đại hì sự gì chỉ là vũ hoàng huyền đế hai vợ chồng họ vừa nói chuyện với ta họ muốn truy sát tần vũ ta muốn đối phó hắc vũ có thể hỗ trợ lẫn nhau bệ hạ truy sát hắc vũ nhưng nói là tiểu hắc tên thực của hắc vũ người ngoài không thể biết được vũ hoàng hắn làm sao biết lưu đầu nghi hoặc hỏi bạch phượng bị tần vũ giết chết chuyện này tuy ít người biết nhưng thế lực của vũ hoàng huyền đế không phải nhỏ ai biết bọn họ từ đâu mà có được tin tức này bằng ma hoàng cũng cười đáp trong vũ trụ vô tận từng ngôi sao đình trệ tại không trung quần vẫn thạch này không ngừng cực tốc chuyển động giữa các ngôi sao trên khối vẫn thạch lớn nhất ở chính giữa quần vẫn thạch này có một nhân ảnh đang ngồi ở đó không chút cử động không biết hắn đã ngồi bao lâu cũng không biết hắn lúc này sẽ đứng dậy những tia lục sắc quang mang từ đầu tần vũ chậm chậm phát ra khoái miệng tần vũ hơi nhích lên mang theo một tia tiêu ý mắt hắn tiếp tục mở lớn bình tĩnh quan sát đột nhiên tần vũ đứng bật dậy ngạo nghễ đứng trên khối vẫn thạch đang cực tốc phi hành. 90 năm rồi, lần tĩnh tu này đã 90 năm rồi. Tần Vũ, đầu óc rất tĩnh lặng, hắn cảm thấy tâm cảnh của hắn phảng phất hòa cũng nhịp đập của vũ trụ trầm chậm rung động. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, nhưng Tần Vũ biết, 90 năm này, hắn chính là để linh hồn của mình dung nhập hơn với vũ trụ, tâm cảnh cũng tiếp cận hơn với rung động của vũ trụ. 90 năm tu luyện, linh hồn cảnh giới của Tần Vũ rất tự nhiên, thành công đạt tới cảnh giới cửu cấp tiên đế thiên hồn đệ tam tầng cũng chỉ thiếu một bước là đạt được đại viên mãn linh hồn cảnh giới tiến bộ tần vũ trái lại không để ý sau cùng chiến đấu vẫn phải dựa vào sức mạnh bản thân mấy trăm năm cuối trong khương lan giới tần vũ vẫn đình trệ tại cửu chuyển ám kim thân đệ lục cảnh giới đến bây giờ hắn dưới cuộc đã đạt tới đệ thất cảnh giới cửu chuyển kinh lực cũng từ lam sắc biến thành tử sắc bây giờ gân cốt toàn thân tần vũ đã sánh ngang hạ phẩm thần khí cộng thêm sinh mệnh nguyên lực phụ trợ có thể tính là một thần khí tùy lúc đều có thể khôi phục thực lực mạnh là không cần phải nói. Chỉ đáng tiếc, tinh thần biến công pháp này lại không có tiến bộ lớn. Tần Vũ thở dài một tiếng. Bao nhiêu năm cảm ngộ, Tần Vũ thực tế là vị sáng tạo tinh thần biến đệ cửu tầng cảnh giới. Nhưng sáng tạo cảnh giới mới tịnh không đơn giản như vậy. Tần Vũ đứng chân vẫn thạch, tùy ý quan sát vũ trụ vô cùng. Một đoàn tinh vân khổng lồ rực rỡ xuất hiện trong tầm nhìn của Tần Vũ. Đoàn tinh vân này phát ra quang mang mộng ảo, rất hấp dẫn người khác. Tần Vũ hiển nhiên liền bị đoàn tinh vân này thu hút tinh vân thể tích rất lớn xanh ngang kích cỡ của mấy nghìn hàng tinh tĩnh lặng chuyển động mọi nơi trong tinh vân khổng lồ này đều tĩnh lặng chuyển động quỹ tích đó giống như không theo quy luật nào cả tuy nhiên tần vũ tử trong sự rực rỡ của tinh vân đó tỉnh lại chính đang chú ý đến quỹ tích này nhìn thấy quỹ tích đó tâm linh của tần vũ dường như đã xúc động tâm cảnh bình tĩnh 90 năm cũng bắt đầu chấn động giây phút này giống như một tia sét lóe lên trong đầu tần vũ tần vũ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng nguyên lai like, Nguyên lai như vậy. Tần Vũ hơi mỉm cười, nhắm mắt lại, hai tay từ từ giơ lên, hai tay Tần Vũ di động rất chậm, tuy nhiên trong lúc hai tay Tần Vũ di động, cả không gian phảng phất đều chấn động, ánh sáng chung quanh Tần Vũ dường như bị vạn xoắn đi. Hai tay Tần Vũ ngừng chuyển động. Hai tay tựa như nắm lấy một khối cầu vô hình, đặt xuống trước mặt, Tần Vũ mỉm cười nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ một loại cảm giác mỹ diệu. Chính vào lúc hai tay Tần Vũ ngừng lại, mấy chục khối vẫn thạch đang cực tốc phi hành đột nhiên đình trệ từ cực nhanh đến đứng yên hoàn toàn là sự việc trong chớp mắt mấy chục khối vẫn thạch này đều tĩnh lặng lơ lửng trong không trung không chút di động hô hai tay tần vũ vô thức hơi rung lên lấy tần vũ làm trung tâm cả không gian đều sinh ra sóng không gian có thể nhìn thấy được mấy chục khối vẫn thạch đang đứng yên đột nhiên chuyển động sau đó bắt đầu xoay chung quanh khối vẫn thạch mà tần vũ đang đứng trên có vẫn thạch ở phía trên tần vũ có vẫn thạch ở bên trái tần vũ có vẫn thạch ở phía trước tần vũ có vẫn thạch ở phía dưới tần vũ một khối cầu trong đó tần vũ chính là trung tâm mấy chục khối vẫn thạch cứ như vậy không ngừng xoay quanh những vẫn thạch này lúc xoay quanh hướng lên trên lúc xoay quanh hướng xuống dưới quỹ tích của chúng không phải hình tròn thậm chí cũng không tính là hình elip quỹ tích đơn giản giống như không có quy luật nhưng nếu như có cao thủ tại hiện trường sẽ phát hiện quỹ tích vận chuyển của mấy chục khối vẫn thạch lúc này cùng với quỹ tích vận chuyển của tinh vân mộng ảo khổng lồ ở phía xa là rất giống nhau chỉ là mỗi một khối vẫn thạch đại biểu cho một đại đoàn năng lượng trong tinh vân đó mà thôi. Mấy chục khối vẫn thạch cứ như vậy không ngừng xoay tròn, còn tinh vân phía xa cùng đồng dạng không ngừng xoay tròn. Quỹ tích giống nhau, chỉ là thể tích có một chút khác biệt mà thôi. Tuy nhiên, tại một không gian khác mà hắc động trong đan điền tần vũ thông tới, trong không gian dài rộng 2, 3 mét thuộc về tần vũ đó, kim sắc hắc động chi lực cũng bắt đầu chậm chậm chuyển động, tuy nhiên chậm, nhưng chung cuối cùng đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi đi, Mấy chục khối vẫn thạch vẫn tiếp tục bảo trì trạng thái. Suốt 12 năm, hai tay nâng lên giống như đang cầm một khối cầu. Tần Vũ bảo trì tư thế này suốt 12 năm, hai mắt đột nhiên mở ra. Chính vào lúc Tần Vũ mở mắt ra, mấy chục khối vẫn thạch đang chuyển động hình thành một khối cầu khổng lồ đột nhiên đình trệ. Ha ha, trăm năm thăm ngộ cuối cùng đã có sở ngộ à? Nguyên lai like như vậy, nguyên lai like như vậy à? Trên mặt Tần Vũ tràn ngập nụ cười, nụ cười rất tự tin, hai tay thu lại sau lưng cốc bộ vẫn đứng trên khối vẫn thạch lớn nhất đó. Thất tín rồi, thất tín rồi, nói 100 năm, lại đạt tới 102 năm. Tần Vũ mỉm cười tự chào. Liên đó Tần Vũ nhìn tới mấy chục khối vẫn thạch đứng yên trong không trung, chỉ là tùy ý phất tài một cái. Mấy chục khối vẫn thạch lập tức theo quỹ tích ban đầu tiếp tục tiến tới. Còn bản thân Tần Vũ đứng giữa không trung, một lúc sau liền thi triển đại na di biến mất trong không trung. Chớp mắt, Tần Vũ xuất hiện trên một tinh cầu không có người bây giờ linh hồn cảnh giới của ta cũng đạt cảnh giới cửu cấp tiên đế có lưu tinh lệ phụ trợ luận trình độ tương hợp với vũ trụ ai có thể bằng ta với cự ly đại na di hiện giờ cũng không cần sử dụng tinh tế truyền tống trận rồi tần vũ liền đó lại biến mất bây giờ cự ly đại na di của tần vũ so với quá khứ phải xa hơn 10 lần quá khứ thuấn di một phần mười cự ly tinh hệ đã là rất mạnh rồi nhưng hiện tại tần vũ cơ hồ có thể vượt qua cả tinh hệ như vậy còn cần tinh tế truyền tống trận làm gì kể cả từ một tinh hệ đến một tinh hệ khác, tần vũ cũng có thể dựa vào thực lực của mình trực tiếp đại nazi đi. chỉ có từ một tinh vực đến một tinh vực khác, cự ly quá xa, tần vũ mới cần dựa vào tinh tế truyền tống trận. đệ bắt cảnh giới hắc động chi cảnh đệ cửu cảnh giới này đáo để là cái gì? a à, ta cũng không cần lo lắng chiếu theo tình huống này tự nhiên hiện biến tiếp là được. hiện giờ trong lòng tần vũ rất thoải mái. trong đan điền không gian của tần vũ, hắc động bây giờ đã không giống quá khứ hắc động bây giờ không có ba vòng sáng kim sắc rõ ràng hắc động đã biến thành một thông đạo đạm kim sắc còn ở đầu kia của thông đạo trong cũng hồ không gian không gian thuộc về tần vũ ban đầu chỉ dài rộng hai ba mét nhưng bây giờ phạm vi thuộc về tần vũ độ dài rộng đã đạt tới 10 mét đồng thời không gian này đang với một tốc độ không thể tra xét chậm chậm lớn lên trong cưỡng hồ không gian này cái tiểu không gian thuộc về ta đây là tinh thần không gian đi tần vũ trong lòng thầm nói trong tinh thần không gian kim sắc hắc động chi lực quá khứ chỉ yên lặng xúc tích đã phát sinh biến hóa phiên thiên phúc địa bây giờ chỉ có một đoàn giống như cự đại tinh vân tần vũ từng nhìn thấy không ngừng vận chuyển còn kim sắc hắc động chi lực lúc trước cũng đang không ngừng vận chuyển không ngừng tụ tập với nhau đã biến thành từng khối kim sắc nhỏ ý thức tần vũ tiến vào trong tinh thần không gian này liền phát hiện tất cả vô số khối tròn kim sắc đang án chiếu theo một quỹ tích kỳ diệu có trật tự chậm chậm vận chuyển hình thành một tinh vân hình cầu nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát có thể phát hiện bên ngoài tinh thần không gian có những tia cưỡng hồ năng lượng hỗn độn thấm qua lớp phân cách bay vào trong kim sắc khắc động trì lực chỉ có hấp thu những cưỡng hồ năng lượng đó mới có thể hình thành một khối kim sắc vô số khối kim sắc đó chính là dựa vào cưỡng hồ năng lượng mới từ từ chuyển hóa thành khối toàn sắc cưỡng hồ năng lượng bên ngoài bị hấp thụ hấp thụ càng nhiều cưỡng hồ không gian liền có những khoảng trống còn tinh thần không gian liền rất tự nhiên mở rộng cưỡng hồ không gian này quả thực huyền diệu năng lượng dạng keo đó hút cuộc là cái gì tần vũ trong lòng suy nghĩ liền đó mỉm cười trong cưỡng hồ không gian này năng lượng dạng keo vô cùng vô tận hơn nữa tràn đầy mọi nơi tinh thần không gian này của ta hấp thu thật nhiều mới có thể khiến phạm vi tinh thần không gian chiếm cứ càng lớn tần vũ thực không hoàn toàn hiểu rõ nhưng trực giác của hắn nói với hắn năng lượng dạng keo này là thứ rất tốt phải không ngừng hấp thu tinh thần không gian của mình cũng là càng lớn càng tốt nhưng bây giờ Tân Vũ còn đang chậm chậm hấp thu năng lượng dạng keo này, khiến cho các khối kim sắc hình thành, nên tinh vân hình cầu trong cơ thể càng lúc càng nhiều, Tân Vũ cũng minh bạch, hiện tại mình chỉ là ở thế chuẩn bị, còn chưa thực sự vượt qua ngưỡng cửa đệ cửu cảnh giới. Thành hỏa tinh vực, Lưu Lam Tinh Lưu Lam Tinh vẫn đẹp đẽ, an bình như trước, Tân Vũ xuất hiện trên bầu trời Lưu Lam Tinh, hai, ba bước liền đến thành trì lớn nhất trong tam đại thành trì của Lưu Lam Tinh, Hạo Việt Thành. Hạo Việt Thành, thành môn to lớn những người gác cổng nhìn thấy tần vũ đi tới liền có cảm giác hô hấp khó khăn cả tiến lên tra hỏi cũng không dám đây là người nào a à, không nhất định phải lập tức thông báo cho đại nhân người gác cổng đó nhìn sau lưng tần vũ trong lòng thầm quyết định hạo việt thành tu luyện già cực nhiều bất quá phần lớn là thiên yêu nhất cấp yêu vương cao thủ cực hiếm chí ít tần vũ trên suốt dọc đường người mạnh nhất gặp được cũng chỉ là nhất cấp yêu vương đó là yêu vương duy nhất hắn nhìn thấy từ đây có thể thấy lưu lam tinh cao thủ rất ít chủ nhân thân ảnh đồng tuyết đột ngột xuất hiện bên cạnh cũng kính truyền âm nói với tần vũ tần vũ liếc nhìn đồng tuyết một cái hơi gật đầu nhiệm vụ ta giao cho ngươi hoàn thành chưa hoàn thành rồi bây giờ cả lưu lam tinh tất cả đều trong sự khống chế của chúng tôi bất cứ ai tiến vào lưu lam tinh đều không thể thoát được giám thị của chúng tôi đồng tuyết cung kính nói tần vũ điềm nhiên gật đầu tốt rồi dẫn ta tới chỗ của ngươi vâng liên đó đồng tuyết hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời tần vũ cũng rất tùy ý theo sau đồng tuyết chớp mắt tần vũ liền cùng đồng tuyết tới cổng một tòa cung điện ở cực bắc một tòa thành trì khác của lưu lam tinh hạo phạm thành chủ nhân đây chính là nơi ở của chúng tôi hiện nay đồng tuyết cung kính nói tần vũ từ từ ngừng đầu ánh mắt lướt qua ba chữ đại tự thấp giọng nói ngũ liễu cung làm sao lại là tên này chủ nhân đối ngoại chỉ là nói có năm yêu vương kiến tạo một cung điện ở đây chủ nhân của cung điện chính là năm yêu vương này năm yêu vương chính là năm linh thú người phái đi hai cửu cấp yêu vương ba bát cấp yêu vương thuộc hạ chỉ là ẩn tàng ở phía sau đồng tuyết cung kính nói tần vũ gật đầu bây giờ lưu lam tinh không có người của bằng ma hoàng chứ tần vũ hỏi đồng tuyết gật đầu nói đúng vậy loại tiểu tinh cầu này bằng ma hoàng sẽ không phái cao thủ tới hơn nữa kể cả phái người tới cùng căn bản không thấy được thân phận của chủ nhân. Bằng ma hoàng chỉ là trăm năm trước sai, người truyền lệnh cho ngũ liễu cung, để ngũ liễu cung chú ý có hay không ba năm tử cao thủ xuất hiện, một khi xuất hiện liền phải bẩm báo. Bằng ma hoàng này cũng thật là thông minh. Tần Vũ trên mặt thoáng một nụ cười. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, với thực của ba huynh đệ, ít nhất bát cấp yêu đế mới có thể phát hiện được thân phận, nhưng cả phi cầm nhất tộc lại có được mấy bát cấp yêu đế. Hiện tại an bài như vậy, phát hiện ba nam tử cao thủ liền bầm báo rất có khả năng thành công được rồi đồng tuyết chúng ta bình thường ở tại chỗ nào tân vũ hỏi đồng tuyết cung kính nói chủ nhân thanh lưu huyền trong ngũ liễu cung chính là nơi thuộc hạ chuẩn bị cho chủ nhân chủ nhân và các đại nhân khác lúc bình thường có thể ở trong đó cũng có thể tùy ý dạo chơi ở lưu lam tinh thuộc hạ có thể bảo chứng trong lưu lam tinh tuyệt đối không có ai có thể biết được thân phận của chủ nhân ưm tần vũ tiên thức tiếp tục bao phủ tiểu đồng xem ra thay đổi nhiều rồi tần vũ bước lên phía trước cả người liền tiến vào bên trong ngũ liệu cung trong hoa viên của thanh lưu uyển thanh lưu uyển này trừ đồng tuyết và hắc đồng người ngoài căn bản không được phép tiến vào bây giờ hắc đồng cũng đã giống một đại cô nương rồi người mặc hsm khuôn mặt xinh đẹp trông rất khả ái lúc này hắc đồng đang tưới hoa trên mặt liên tục lộ ra nét cười không biết trong đầu đang nghĩ gì tiểu đồng âm thanh quen thuộc truyền tới hắc đồng nghi hoặc xoay người vừa nhìn thấy liền kinh ngạc hét lên đại bá hét xong cả người liền lao vào trong lòng tần vũ tần vũ tâm ý nhất động hắc vũ hầu phí bạch linh giã củ ốc lam đột nhiên xuất hiện trong đình viện mấy người hắc vũ hầu phí hơi ngạc nhiên lập tức nhìn khắp chung quanh nhưng bọn họ trong thoáng chốc liền tỉnh ngộ trên mặt bừng lên vẻ cuồng hỉ cha mẹ ốc đại bá hắc đồng hai mắt phát sáng tiểu đồng bạch linh cao hứng noi đôi mắt đỏ hồng lên đại ca hầu phí và hắc vũ cũng hưng phấn nhìn tần vũ vô luận là tần vũ và hầu phí hắc vũ hay là gia đình tiểu hắc đều đã lâu không gặp nhau mọi người đều rất kích động ngay hôm đó ở trong thanh lưu uyển của ngũ liễu cung bày yến tiệc chén qua chén lại mọi người đều lộ ra vẻ rất kích động trên mặt tràn ngập nụ cười tần vũ ánh mắt quét một vòng tiến thức đã đạt tới cửu cấp tiên đế dễ dàng phát hiện thực lực của tất cả mọi người đột nhiên tần vũ kinh dị nhìn dã củ dã củ người cũng đạt tới bát cấp yêu đế rồi phí phí và tiểu hắc có tiến bộ lớn tần vũ tịnh không kỳ quái có hóc bổng xuyên vân thường lan thúc ban cho cộng với tư chất của siêu cấp thần thú tiến bộ nhanh không cần nghi hoặc dã củ này dường như ngừng lại ở thất cấp yêu đế rất lâu rồi làm sao một nghìn năm lại đột phá rồi làm sao Ngươi được phép tiến bộ nhanh như vậy Ta lại không được sao Giã củ đắc ý nói Đột nhiên giã củ nhìn tần vũ nghi hoặc nói Tần vũ cử chuyển ám kim thân Của ngươi chẳng lẽ cũng có đột phá rồi Tần vũ mỉm cười định nói Ngươi nghìn vạn lần đừng nói với ta Ngươi đã đạt tới đệ thất tầng rồi Giã củ nghiêm túc nói Ô tần vũ hơi nghi hoặc Giã củ này làm sao không để mình nói với hắn Ta sợ ta chịu không nổi đà kích Giã củ ẩn chứa oán khí nói Ngươi ở bên ngoài khương lan giới cũng đã một trăm năm, một trăm năm từ đệ lục tầng đến đệ thất tầng, nếu như ngươi quả thực làm được, ngươi không phải là người nữa. Tần Vũ hiểu ra. À, lúc trước khổ tu trong khương lan giới một nghìn năm, ta đã ngừng tại đệ lục tầng mấy trăm năm rồi, hiện tại đạt đến đệ thất tầng cũng không tính quá nhanh. Tần Vũ hơi mỉm cười nói. Giã củ lắp bắp nói. Ngươi thực sự đạt đến đệ thất tầng rồi. Giã củ vừa rồi chỉ là đoán đùa mà thôi không nghĩ đến tần vũ quả thực đã đạt đến đệ thất tầng ta dù đã đến đệ thất tầng sợ là so với ngươi còn yếu hơn một chút ngươi đã là đệ bát tầng rồi phí phí tiến bộ của đệ nhanh quá à tần vũ nhìn hầu phí Sát sát, cái đó còn phải nói hầu phí tràn đầy tự mãn bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé bây giờ hầu phí đã là thất cấp yêu đế phải biết điều này càng về sau càng gian nan kể cả với thiên tư của hầu phí cộng thêm phụ trợ của hóc bổng hầu phí cũng hao phí gần một nghìn năm mới đột phá hầu tử cũng là mười năm trước mới đột phá mà thôi nếu như đại ca ở bên ngoài cả trăm năm mới mở khương lan giới hầu tử ước chừng còn là lục cấp yêu đế học vụ ở một bên cố ý phá đám người đừng đấu kỵ ta tạp mao điểu người muốn đạt đến thất cấp yêu đế ít nhất phải qua mấy nghìn năm nữa Hầu phí đắc ý dương dương nói, Tần Vũ trong lòng lại thầm suy nghĩ, lần khổ tu này thực lực của huynh đệ mình đều đề cao nhiều, đặc biệt là Hầu phí, thất cấp yêu đế siêu cấp thần thú đã ngang bằng với ngao vô danh rồi. Nếu như lại cộng thêm côn pháp thần kỳ của hắn, với cửu cấp tiên đế đều có thể đấu một trận. Còn Tần Vũ không khác biệt nhiều, ít nhất bát cấp tiên đế ở trước mặt Tần Vũ chỉ có thể chuốc lấy cái chết. Tần Vũ, ốc lam ở một bên mỉm cười nói nhìn thực lực của ba huynh đệ các ngươi bây giờ dù cho ba cửu cấp tiên đế công kích các ngươi cũng có thể an toàn đào thoát sự giúp đỡ của ta và bọn ngao vô hư đối với các ngươi cũng không lớn nữa rồi ốc lam hiển nhiên nghĩ rằng thực lực của tần vũ đủ để tự bảo vệ còn chưa đủ tần vũ bất lực nói thực lực của chúng ta bây giờ đối với vũ hoàng huyền đế cũng không sợ hãi chỉ là bằng ma hoàng đó quá phiền toái lúc trước ta tự mình nhìn thấy tốc độ của hắn tốc độ của hắn ít nhất cũng gấp ta ba bốn lần Chân chính chiến đấu, ta hoàn toàn roi vào thế kém. Hơn nữa, công kích của bằng ma hoàng rất mạnh, kể cả với phòng ngự bây giờ của ta. Tin rằng, hắn chỉ cần toàn lực một quyền liền có thể phá phòng ngự của ta. Bằng ma hoàng, long hoàng, đại viên hoàng, ba người này đều không phải cửu cấp tiên đế bình thường có thể so sánh. Tần Vũ thở dài một hơi nói. Bây giờ thực lực của Tần Vũ tuy không sợ một cao thủ bình thường, nhưng địch nhân sở hữu truyền thừa bảo vật vẫn còn quá mạnh. Đối diện long hoàng ta hoàn toàn không phải đối thủ bất quá bằng ma hoàng lúc nguy hiểm ta còn có thể ngăn cản hắn cứu ngươi một mạng ốc lam cười nhẹ nói giã củ ở bên cạnh cũng ngoác miệng ha hà, hà cười nói tần vũ ngươi yên tâm đi với thực lực của ốc lam lão đại đánh không lại long hoàng đó bằng ma hoàng lại là ngăn cản được kể cả ta cửu chuyển ám kim thân đạt đến đệ cửu tầng cũng có thể cùng bằng ma hoàng đấu một trận tần vũ kinh ngạc nhìn ốc lam trong lòng dâng lên kinh hỉ lúc trước long hoàng từng dùng vũ lực ép nghịch ưng tiên đế bức bách nghịch ưng tiên đế thả ngao vô hư sau đó ốc lam liền nhận không bằng long hoàng tần vũ hắn vẫn luôn nghĩ ốc lam không bằng long hoàng nên cũng không bằng bằng ma hoàng sau cùng bằng ma hoàng và long hoàng thực lực ngang nhau nhưng ai ngờ hôm nay ốc lam lại nói như vậy ốc lam tiền bối thực lực của bằng ma hoàng không phải ngang với long hso mấy người tần vũ hầu phí đều nhìn ốc lam đây cũng là điều bọn họ nghi hoặc ốc lam cười nhạt nói đó gọi là mỗi người đều có ưu điểm khuyết điểm của riêng bằng ma hoàng và long hoàng tuy khác biệt không lớn nhưng ta vừa hay khác bằng ma hoàng này bởi vậy liền có thể ngăn cản hắn đương nhiên chỉ là ngăn cản hắn tốc độ của hắn quá nhanh ta muốn đánh bại hắn lại không có khả năng ồ tần vũ trong lòng đã có một chút minh bạch ốc đại bá người thật lợi hại tiểu đồng kính ốc đại bá một chén hắc đồng vẫn ở một bên lắng nghe đột nhiên đứng dậy mỉm cười nói ốc lam vừa nhìn hắc đồng trong mắt tràn đầy yêu thương được được rượu tiểu đồng kính ta đương nhiên phải uống ốc lam dã củ kể cả ngao vô hư đối với hắc đồng đều rất yêu quý sau cùng cũng là nhìn thấy từ bé đến trưởng thành sau tử yến tân vũ hầu phí hắc vũ bạch linh liền ở tại thanh lưu uyển ốc lam cũng lưu lại thanh lưu uyển đối với ốc lam mà nói tu luyện trái lại không cần lo lắng còn dã củ lại tiến vào trong khương lan giới tu luyện giã cù cũng muốn dựa vào khương lan giới sớm đạt đến cảnh giới cửu cấp yêu đế những ngày ở lưu lam tinh mấy người tần vũ trải qua rất bình tĩnh khoái lạc bình thường ba huynh đệ lúc thì nói chuyện với nhau lúc thì cùng nhau uống rượu lúc thì du lãm một vài cảnh tự nhiên của lưu lam tinh tiêu diêu tự tại còn ốc lam cũng rất tiêu diêu tùy ý dạo chơi trong ba tòa thành trì của lưu lam tinh ngày ngày trôi qua rất hài lòng một hôm ba huynh đệ tần vũ đang ở trong một tòa đình viện uống rượu Tần Vũ đang uống liền ngừng lại, ánh mắt hướng lên không trung, dường như đang nghĩ đến cái gì. Đại ca, đang nghĩ gì vậy? Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn nhau một cái, sau đó Hầu Phí đặt chén xuống hỏi. Ô, Tần Vũ từ trong hồi ức tỉnh lại. Ta vừa rồi đang nghĩ, chúng ta tới tiên ma yêu giới, kể cả chỉ án chiếu thời gian của tiên ma yêu giới mà tính, cũng đã mấy trăm năm rồi, không biết phụ vương của ta, đại ca, nhị ca của ta bọn họ đã phi thăng tiên ma yêu giới chưa? tần vũ thở nhẹ một hơi nói với tốc độ tu luyện của mấy người phụ vương ước chừng còn chưa đâu nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào cũng còn khó nói ai biết mấy người phụ vương ta có thể tu luyện rất nhanh hay không tần vũ trên mặt hiện lên một nụ cười khổ học vũ ở bên cạnh an ủi nói đại ca đừng quá để ý con đường của tu luyện giả một khi bước lên thì chỉ có thể dựa vào bản thân huynh có thể giúp thì giúp không thể giúp cũng không cần nghĩ quá nhiều tần vũ gật đầu A, à, đại ca, Khương Lan giới đệ nhị tầng, hiện tại huynh đã mở được chưa?" Hầu Phí đột nhiên hỏi. "Hiện tại thực lực của huynh đã rất mạnh, chắc là có thể rồi chứ?" Tần Vũ lắc đầu, "Mở Khương Lan giới đệ nhị tầng. Bây giờ thực lực của mình không tệ, Cửu chuyển ám kim thân đạt đến đệ thất tầng, cửu chuyển kinh lực cũng đủ lợi hại, nhưng muốn mở Khương Lan giới đệ nhị tầng vẫn còn chưa đủ a." À? Khoảng cách mở Khương Lan giới đệ nhị tầng, ta còn có cách một đoạn không nhỏ, việc này không thể vội vã tân vũ nói xong đột nhiên quay đầu nhìn lại hầu phí và hắc vũ cũng quay đầu nhìn về phía cửa chỉ thấy hắc đồng toàn thân mặc hsm đang cười rất danh mãnh tiểu đồng có chuyện gì ư hắc vũ hơi lộ vẻ băng lãnh nhưng cũng có vẻ nghiêm khắc của một người cha hắc đồng mắt nhìn hắc vũ hắc hắc cười cha con muốn tới lục lam tinh dạo chơi lục lam tinh hắc vũ nghi hoặc ngươi muốn tới đó làm gì lưu lam tinh này xem ra không nhỏ ở ba thành trì của lưu lam tinh dạo chơi là đủ rồi hắc đồng hừ một tiếng liền thay đổi mục tiêu nhìn tần vũ đôi mắt to long lanh nhìn tần vũ đại bá cháu muốn tới lục lam tinh lục lam tinh là tinh cầu trung tâm của lục lam tinh hệ chứa lưu lam tinh này nơi đó rồng rắn lẫn lộn người muốn tới làm gì tần vũ hỏi cháu chỉ là muốn đi thôi năm ngoái cháu và sư tôn tới lục lam tinh dạo chơi không có ai nhận ra cháu cháu không có nguy hiểm hắc đồng vội giải thích Tần Vũ nghe xong liền cười. Được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi. Dạ, đại bá đối với cháu tốt nhất. Hắc đồng ôm lấy Tần Vũ ngọt ngào nói. Đại ca. Hắc Vũ nhíu mày nói. Được rồi, tạp mau điều, không phải tới lục lam tinh sao, có gì lớn chứ. Hầu phí nói. Tần Vũ nói. Tiểu Hắc. Bây giờ linh hồn cảnh giới của ta đã đạt đẳng cấp cửu cấp tiên đế, kể cả là bằng ma hoàng. Linh hồn cảnh giới cũng bất quá là bát cấp yêu đế chỉ cần ta đi cùng tiểu đồng, nó sẽ không có một chút nguy hiểm nào. Tần Vũ rất tự tin. Bây giờ linh hồn cảnh giới của hắn đã cao, cả tiên ma yêu giới cũng chỉ có một vài người có thể phát hiện hắn, hắn lại có thể phát hiện người khác. Vậy cũng được. Hắc Vũ gật đầu, sau đó nghiêm khắc nhìn Hắc Đồng. Tiểu đồng, nhất định phải nghe lời đại bá. Đại bá, người cũng muốn đi à? Hắc Đồng mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao? Không được à? Tần Vũ mỉm cười hỏi lại hắn có cảm giác tiểu đồng dường như có chút bí mật nhỏ không không sao hắc đồng nỗ lực nặn ra một nụ cười lục lam tinh thân là tinh cầu trung tâm của một tinh hệ nơi này số lượng cao thủ rõ ràng so với lưu lam tinh cao hơn nhiều tiên nhân ma giới cao thủ ở nơi này cũng rất nhiều sắn rồng hỗn tạp còn tần vũ và hắc đồng chính đang ở một tù lầu trong tay hắc đồng đặt dưới gầm bàn có một khối truyền tấn linh châu đại bá Cháu muốn một mình ra ngoài dạo chơi trong thành." Hắc Đồng nhìn Tần Vũ nói. "Một mình?" Tần Vũ hơi hiện vẻ nghi hoặc. Hắc Đồng liên tục gật đầu, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo. "Đại bá, để cháu ra ngoài dạo chơi đi." Đại bá lại muốn xem xem ngươi chơi trò gì. Linh thức của Tần Vũ đã phát hiện truyền tấn linh châu trong tay Hắc Đồng. "Được rồi, bất quá không được gây chuyện, mang phiền phức đến cho đại bá." "Hắc hắc, nhất định, nhất định." hắc đồng vui mừng trong phút chốc đã chạy khỏi tửu lầu cả người liền đó đã biến mất chỉ là tiên thức của tần vũ lại bao phủ cả lưu lam tinh trừ phi có cao thủ đạt đến cửu cấp tiên đế nếu không không ai có thể phát hiện ra sự tra xét của tần vũ a à, dư du duy người có nghe nói tiên giới chúng ta phát sinh chấn động lớn không một tiên nhân trong tửu lầu lên tiếng ở mãi ở trong phạm vi yêu giới đối với tình huống của tiên giới đều không biết rõ rồi một thanh niên mặc thanh sam khác gật đầu nói đúng Hiện giờ tiên giới là phát sinh chấn động lớn rồi, mấy trăm năm trước thế lực của Vũ Hoàng và Huyền Đế hợp nhất, không lâu trước một thế lực khác nổi lên, thủ lĩnh hình như gọi là Viêm Hoàng. Còn mấy ngày trước, Thanh Đế trực tiếp thoái vị, đem vị trí thủ lĩnh của hắn giao cho huynh đệ của hắn. Thanh Đế đang trong tình trạng rất tốt, thoái vị làm gì? Tiên nhân đó hỏi. Thanh niên tên Dư Uy lắc đầu nói. Ai biết được, Vũ Hoàng lúc trước bị tần Vũ Tiền bối đả kích mà thoái vị, Thanh Đế này thanh danh viễn bá, hắn làm sao muốn thoái vị chứ thanh đế thoái vị tần vũ nhíu mày nâng một chén lên uống cạn chỉ là trong lòng hắn vẫn suy nghĩ ta nhớ lúc trước ở nguyệt nha loan công pháp của thanh đế dường như đại công cáo thành rồi hắn hiện tại thoái vị chẳng lẽ phải độ thần kiếp tần vũ trong lòng chấn động còn nữa tiên giới lúc nào xuất hiện viêm hoàng chưa từng nghe nói a à, được rồi tần vũ cũng không nghĩ nhiều lúc này từng nhóm người trong tử lầu không ngừng trò chuyện có nói về các đại nhân vật của tiên ma yêu giới cũng có nói về sự tình của một vài tông phái đột nhiên tần vũ đôi mắt phát sáng nguyên lai hắc đồng tiểu nữ tử này muốn tới lục lam tinh là vì cái này trong một căn phòng tranh nhã của một từ lầu khác hắc đồng đang cùng một thanh niên mới nhất cấp thiên yêu nói chuyện thanh niên này lộ vẻ rất hàm hậu trên mặt luôn có một nụ cười thuần phát đại cá tử không đợi lâu quá chứ ta chậm một tháng mới ra được hắc đồng cười nói đôi mắt linh động nhìn đi nhìn lại người thanh niên hàm hậu này hàm hậu thanh niên lắc đầu nói không trái lại ta cũng không sao bình thường thì ở một đỉnh núi ngoài thành tu luyện đại cá tử cho này hắc đồng chìa một tay ra mười khối thượng phẩm nguyên linh thạch xuất hiện ở trên bàn thấy người công lực thấp như vậy lại nghèo như vậy nhận lấy số nguyên linh thạch này cố gắng tu luyện đi những thứ này ta có rất nhiều hàm hậu lắc đầu nói không không được ta không thể nhận Người không muốn, ta sẽ đi đấy. Nói xong, hắc đồng làm ra vẻ tức giận, muốn bỏ đi. Hàm hậu thanh niên lo lắng, trong chốc lát không biết nên ngăn cản hắc đồng hay là nhận lấy mười khối nguyên linh thạch, còn hắc đồng lúc này trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiểu nữ tử danh mãnh này, nguyên lai là động xuân tâm rồi. Tần vũ ở trong một tòa tử lâu khác đằng xa bật cười, nâng chén chậm chậm uống rượu. Chỉ nhìn nguyên anh của thanh niên này thì tu vi phải là của nhất cấp thiên yêu nhưng linh hồn cảnh giới của hắn lại đạt đến tam cấp thiên yêu điều này quả thực là kỳ quái quá trong đầu tần vũ hiện lên một tia nghi hoặc thực lực hắn hiện giờ rất mạnh nên những chi tiết về thanh niên kia chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu được bổn thể của thanh niên đó có lẽ chỉ là một yêu thú phổ thông trong phi hùng nhất tộc thậm chí còn không phải là thần thú vừa nghĩ tới nghĩ lui tiến thức của tần vũ vừa cẩn thận quan sát chuyện phát sinh giữa hắc đồng và thanh niên đó trong tử điếm thanh niên hiền hậu vội hỏi ta xin nhận lấy được chưa hắc đồng lúc này mới hài lòng ngồi lại vậy mới tốt hắc đồng tựa hồ như rất là cao hứng huynh to con lần trước gặp mặt huynh còn chưa có biết tên huynh có thể nói cho ta biết huynh tên gọi là gì không thanh niên hiền hậu hít sâu một hơi cố lấy dũng khí đáp ta tên quách phàm quách phàm ồ quách phàm hắc đồng nhẹ gọi vài tiếng ta tên hắc đồng một thanh âm rất đột ngột vang lên thanh âm rất bé thậm chí đến cả quách phàm cũng không nghe ra hắn sửng sốt. Cô nương, cô vừa nói cái gì? Không nghe thấy thì thôi. Hắc đồng đột nhiên đứng lên huyền chuyển đi ra ngoài. Quách phàm, theo ta ra ngoài đi dạo. Nàng tên Hắc đồng sao? Hắc đồng, Hắc đồng, tên hay thật. Quách phàm thấp giọng nhẩm hai lượt, sau đó vội đứng lên. Ta ra đây. Quách phàm, bản thể chỉ là yêu thú phổ thông của phi hùng nhất tộc. Mẫu thân hắn sớm đã bị cử nhân giết chết, chỉ có phụ thân là còn sống. Nhưng phụ thân hắn luận tu vi thì không bằng hắn bản thân quách phàm lại hoàn toàn tiến bộ hơn sau khi đạt tới thiên yêu cảnh giới thì ly khai quê nhà đến tinh cầu lớn lục lam tinh hắn sống không nổi trong lam tinh thành chỉ có thể ở nơi hoang vu phía ngoài bình thường thì cắn răng khổ tu mục tiêu của hắn chính là nỗ lực nỗ lực trở thành kẻ hơn người để cho phụ thân hắn thấy tự hào để cho bản thân không bị rơi xuống tầng lớp thấp nhất nữa hiền hậu những người gặp qua hắn phần lớn đều nghĩ như vậy nhưng vẻ hiền hậu chỉ là phương thức hành vi của quách phàm trên thực tế hắn rất thông minh cái gì cũng hiểu quách phàm huynh xem những pho tượng của cửa hàng này thật tinh xảo a à, hắc đồng vui vẻ đứng ở trước một cửa hàng bên đường đang nhìn chăm chú những pho tượng trẻ con nhỏ bé ở đó các pho tượng ở cửa hàng phần lớn đều có đôi hắc đồng đã đi vào bên trong bỗng thấy thích một đôi nàng liền quay đầu lại ngừng nhìn quách phàm hỏi quách phàm huynh xem đứa trẻ này có giống huynh hay không cùng khả ái giống nhau Lúc này Hắc Đồng cười rất tươi. Quách Phàm nhìn Hắc Đồng đang ngẩng đầu cười lớn, hốt nhiên thấy hồi hộp trong lòng, nhưng sâu trong đáy lòng Quách Phàm lại dâng lên một sự tự ti, hai tay nắm chặt lại. Hắn thích Hắc Đồng, ngay từ lần đầu tiên khi Hắc Đồng rất tùy ý cho hắn một viên truyền tấn linh châu, chỉ là quan hệ của hai người, cái đó Quách Phàm biết thân phận của Hắc Đồng khẳng định không phải là nơi hắn có thể với tới. Quách Phàm đã từng quyết định bỏ đi, nhưng đáy lòng hắn vẫn còn có một tia kỳ vọng. Đây là ta, đây là huynh Hắc Đồng chọn ra một bức tượng nữ nhi cười nói. "Quách phàm, hai đứa trẻ này, chúng ta mua nhé." Quách phàm trực tiếp quay đầu nói với lão bản. "Lão bản, hai bức điêu khắc này, ta mua." Lão nhân nhẹ nói. "Ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch, nghe ra thì rất là rẻ, trên thực tế, bất quá hai bức điêu khắc mà thôi, nhưng nếu bình thường, Quách phàm sẽ không thể bỏ ra ba khối hạ phẩm nguyên linh thạch để mua mấy thứ như tượng mà không có tác dụng gì. Ba khối hạ phẩm Nguyên Linh thạch đây, Quách Phàm rất sảng khoái, trả tiền không có chút do dự nào. Quách Phàm quay đầu nhìn Hắc Đồng, trên mặt đột nhiên thoáng hồng lên. "Đồng, ta có thể gọi cô là Đồng Đồng không?" "A." À, Hắc Đồng trừng mắt nhìn Quách Phàm, giây lát mới phản ứng. "Đồng Đồng, huynh muốn gọi sao thì gọi, miệng là của huynh, ta không chế không được." Hắc Đồng lầm bầm lung tung trong miệng mấy tiếng, rồi cầm lấy hai bức tượng đỏ mặt đi ra. "Ra." Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Quách phàm nắm chặt hai tay, từ đáy lòng dâng lên một nỗi kích động khó mạo chế. Thật là thuần phát, bất quá so với ta năm xưa giỏi hơn nhiều. Tần Vũ đã thấy hết từ đầu tới đuôi. Quách phàm này tốt xấu gì, còn có thể dũng cảm đi lên một bước. Ngày đó ta ở cùng với Lập Nhi lâu như vậy mà không nói nổi một câu chỉ thấy biểu hiện vừa rồi của quách phàm tần vũ đã thích người thanh niên hiền hậu này rồi nếu quách phàm đó muốn kết đôi với hắc đồng ít nhất tần vũ nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối ủng hộ lúc này quách phàm còn chưa biết đang có một siêu cấp cao thủ chú ý tới mình hắn đang kích động hưng phấn ở trong lòng trên mặt thấp thoáng có nét cuồng nhiệt hắc đồng thì lại càng không thể áp chế hơn mặt đỏ như trái táo quách phàm và hắc đồng sánh vai nhau đi trên đường một lúc lâu cũng không biết phải nói cái gì hắc đồng hốt nhiên lên tiếng Quách Phàm, huynh nói chuyện đi. Ta, ta không biết nói cái gì. Quách Phàm lúc này còn đang cảm thấy lâng lâng. Hắc Đồng bỗng hỏi. Quách Phàm, chúng ta hiện giờ đi tới con đường nào vậy? Đã vòng vo vò mấy vòng rồi đúng không? Quách Phàm nhìn xung quanh, thì đột nhiên phát hiện ra, mình hình như đã lạc đường, vừa rồi hưng phấn quá, cả người lâng lâng, đầu óc toàn suy nghĩ lung tung, căn bản không có nhìn đường, đi lòng vòng cũng là tùy tiện mà thôi. Ồ, đúng rồi, ta đã nghĩ ra quách phàm bỗng nhìn thấy một kiến trúc to lớn hơn trăm tầng thấy được hình tượng kiến trúc hắn liền nhớ ra con đường trung quy hắn đã sống tại lục lam tinh một quãng thời gian tên của con đường này ta không nhớ rõ lắm nhưng phương hướng của nó thế nào thì ta biết hắc đồng tựa hồ cũng đã khôi phục lại sự hoạt bát trước đây quách phàm huynh có thể nói về cha mẹ huynh không cha ta à, là một hạ nhân trong tử lâu ở một tinh cầu phổ thông tại lục lam tinh hệ nguyện vọng lớn nhất của cha ta là mong ta đạt đến cấp yêu vương. Như thế, ta mới được coi là đại nhân vật số một số hai ở tinh cầu của chúng ta. Ánh mắt quách phàm trầm mê, lắc đầu tiếp. Nhưng ta không muốn giới hạn mình ở một tiểu tinh cầu, do đó đã đến lục lam tinh. Ta vẫn luôn cố gắng tu luyện rất cố gắng ta tin tưởng, sẽ có một ngày, ta có được thành tựu. Tay phải quách phàm tự nhiên nắm lại, hắc đồng ngẩng đầu nhìn quách phàm, hốt nhiên nàng phát giác ra quách phàm lúc này không giống với con người hiền hậu lúc bình thường nữa nhưng hắn như vậy lại càng hấp dẫn nàng hơn hắc đồng bỗng hỏi quách phàm huynh có mục tiêu không quách phàm kiên định đáp mục tiêu ta không có mục tiêu xác định ta chỉ muốn không có người nào có thể áp bức ta hay người thân của ta để ta được sống cùng với người thân của mình một cách thoải mái vui vẻ nhưng ta biết ở tiên mai yêu giới cái loại thế giới này phải có đủ thực lực sau đó ta cần phải nỗ lực tiểu tử ngốc tân vũ cười nhạt rồi tức thì uống chén rượu sống thoải mái vui vẻ không có ai uy hiếp áp bức dù cho đạt đến đế cấp cũng vẫn còn bị uy hiếp à loại mục tiêu đó nhìn thì không xa nhưng thực tế thì ngươi có đến đế cấp cũng không đủ à nhìn thấy quách phàm tần vũ nghĩ lại bản thân khi xưa ở phàm nhân giới mình ban đầu không phải là lúc nào cũng muốn cho người thân được sống tốt không phải chịu uy hiếp ư qua một quãng đường thực lực hiện giờ của hắn đã tiếp cận cửu cấp tiên để nói chung nhưng hắn vẫn còn phải cố gắng nhiều tiểu tử ngốc hy vọng ngươi được nhẹ nhàng hơn ta phần nào a à? mỗi người đều có con đường của chính mình quách phàm cũng vậy có con đường của hắn quách phàm tán gẫu với hắc đồng về quá khứ của mình về bằng hữu người thân dần dần đã qua nửa ngày rồi quách phàm ta sợ là chỉ có thể ở lục lam tinh thêm vài ngày nữa thôi nếu lần này không phải là đại bá có lẽ ngay cả cơ hội đến lục lam tinh ta cũng không có hắc đồng mấp máy trước miệng bé bất đắc dĩ nói quách phàm nghi hoặc nói cha mẹ cô không lẽ không cho phép cả chuyện đến lục lam tinh ưm cha mẹ ta có cử nhân thực lực cử nhân rất mạnh hai người còn kém chút hắc đồng bất đắc dĩ nói bất quá ta biết đại bá ta bọn họ hiện giờ thực lực rất mạnh sẽ rất nhanh thôi thì chúng ta không cần phải sợ cử nhân nữa quách phàm gật đầu ta tin mấy người đại bá cô sẽ thành công ồ cô nương cô cũng là người của ưng tộc ta hốt nhiên một đạo thanh âm từ không xa chuyển lại quách phàm và hắc đồng đồng thời ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một hắc y thanh niên dẫn theo hai trung niên nhân mỉm cười đi tới hắc y thanh niên đó chăm chú nhìn hắc đồng ưng tộc hơn nữa còn là thần thú của ưng tộc thúc thúc như thế phù hợp với yêu cầu nhỉ hai vị trung niên nhân đều dùng một loại ánh mắt thẩm tra hàng hóa nhìn hắc đồng sau đó một người trong đó gật đầu nói nữ tử này phù hợp quy định hắc y thanh niên nói một cách hưng phấn a bao lâu như vậy cuối cùng đã gặp được một người vừa mắt hắc đồng trừng mắt giận quát các ngươi đang làm gì vậy? Quách phàm bên cạnh cũng cảm thấy bất diệu, chỉ là hắn vẫn đứng bên cạnh hắc đồng như trước, bất kể thế nào, hắn sẽ không trốn tránh. hắc y thanh niên cười tươi đáp. Cô nương, ta là lưu cù củ của ưng tộc, bản thể chính là thượng cấp thần thú thanh hỏa ưng, dựa theo quy của trong tộc, ta với danh nghĩa là thượng cấp thần thú, bạn đời của ta cần phải là người của bản tộc, đồng thời phải là thần thú. Như thế khả năng con cháu của chúng ta là thanh hỏa ưng mới lớn hơn. Ngươi nằm mơ đi hắc đồng nổi giận trông giống hệt như sự giận dữ của một tiểu sư tử người cái tên tiểu tử hỗn đản này không ngờ dám đối với ta như thế ta nhất định phải khiến người hối hận tiểu cô nương một trung niên nhân phía sau hắc y thanh niên đạm nhiên nói lưu cù thiếu gia chính là tộc trưởng thế hệ tiếp theo của ương tộc ta cô thân là tộc nhân của ương tộc phải có trách nhiệm vì tộc hiến thân lưu cù thiếu gia tuyển chúng cô cô phải ưng theo đó là quang vinh của cô nếu cô phản kháng hậu quả đó sẽ không phải là cô có thể tiếp thụ được hắc đồng giận mắng thúi lắm thật là hung hăng bộ dạng giận dữ của cô quả là rất khả ái hắc y thanh niên dường như rất vui dáng vẻ giận dữ của hắc đồng đích xác trông khả ái tần vũ hầu phí bọn họ đã từng nói qua như vậy hắc đồng bình thường còn cao hứng khi nghe thấy điều đó nhưng lúc này nàng chỉ thấy phẫn nộ thôi đồng đồng cô hãy đi trước đi quách phàm đột nhiên tới đứng trước người đồng đồng ánh mắt ngưng lặng như nước đồng đồng đã là bạn gái của ta các ngươi nếu muốn cướp thì phải qua cửa ải là ta quách phàm lúc này căn bản không để ý tới sinh tử hắn chỉ nghĩ mình cần phải đứng ra tiểu tử qua cửa ải của ngươi hắc y thanh niên giống như là nghe thấy câu chuyện cười nào đó ngươi không bị hồ đồ chứ ngươi mới chỉ nhất cấp thiên yêu cô nương này so với ngươi còn mạnh hơn ngươi có biết tu vi của ta thế nào không nhất cấp yêu đế còn thực lực của hai vị thúc thúc ta bọn họ còn mạnh hơn ta nhiều lần trong lòng quách phàm run lên ba đế cấp cao thủ ở đây trước đây đế cấp ở trong suy nghĩ của hắn là mức không thể đạt tới được chỉ là lúc này quách phàm đã ôm sự quyết tâm chấp nhận cái chết lại không hề lùi bước chút nào ngược lại hắc đồng không có lo lắng chỉ nhìn quách phàm lúc này nàng nhìn chăm chú biểu tình của hắn tựa hồ như muốn đem cái biểu tình đó vĩnh viễn ghi nhớ lại trong tim quách phàm ca ca huynh căn bản không chống được bọn họ vì sao còn muốn làm vậy nếu hôm nay ta mà sống nhục thì cả cuộc đời ta sẽ hối hận quách phàm hơi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ba đế cấp cao thủ bọn họ có thể giết ta nhưng không thể khiến ta khuất phục bọn họ sâu trong đáy lòng ta xem thường bọn họ dù cho có chết trong mắt quách phàm lóe lên quang mang khó diễn tả được lúc bấy giờ trong đầu quách phàm đang hiện lại cảnh tượng phụ thân đã nhắc nhở mình sự mong đợi của phụ thân đối với hắn chính là ở ngày hôm nay quách phàm nghiến răng ánh mắt càng kiên định hơn hảo tiểu tử can đảm lắm hắc y thanh niên bật cười ngươi coi thường ta thì cứ coi thường ta hiện giờ sẽ giết ngươi rồi dù cho có đoạt nữ nhân mà ngươi thích thì ngươi có thể làm gì trong mắt hắc y thanh niên có nét nhạt nhẽo khinh thường hắc đồng bỗng hô lớn đại bá nếu người cứ xem kịch như vậy thì sau này con sẽ không lý gì tới người nữa trong tử lâu tần vũ đang xem kịch liền giữ người hô trước người hắc đồng quách phàm hốt nhiên xuất hiện một nam tử lãnh tuấn chỉ là lúc này trên mặt nam tử đó thoáng mang một nét lúng túng đại bá người cuối cùng đã chịu ra mặt hắc đồng móc máy miệng ba người này thật quá đáng ghét tần vũ nhìn nhìn quách phàm người tên quách phàm hả ừm um, khá lắm tiểu tử quách phàm cảm nhận được ánh mắt thân thiết của tần vũ khiến đáy lòng hắn dấy lên một trận ấm áp chỉ một lát hắn tựa hồ như đã không còn chút sợ hãi nào với ba đề cấp cao thủ kia nữa ngươi là ai chuyện của ưng tộc ta ngươi cũng muốn quản sao hắc y thanh niên quát lên trên thân có một cỗ khí thế của người bề trên tần vũ cười nhạt nói ưng tộc đến cả tộc trưởng lưu đồ của ngươi ta cũng không để tâm lại coi trọng ba đứa trẻ con các ngươi sao quách phàm bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng hốt ba tàn ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt ba ngươi kia rồi ba tàn ảnh tức thì tiêu thất tần vũ đã trở về vị trí ban đầu của mình tựa như chưa từng di động qua vậy bồng 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 ba người ầm mầm đổ xuống. Ta ghét nhất kẻ dùng sức bức người, đặc biệt là cưỡng bức thân nhân của ta. Tần Vũ phẩy tay áo một cái, thi thể ba người liền hóa thành cho biến mất luôn. Đạt đến đệ thất tầng cửu chuyển ám kim thân, gần cốt toàn thân so được với hạ phẩm thần khí, cả người Tần Vũ, vô luận là quyền cước thủ chỉ đều có thể coi như thần khí, hơn nữa lại là thần khí mà có thể tu phục rất nhanh, với thực lực của hắn mà công kích, ba yêu đế kia, người mạnh nhất mới chỉ là ngũ cấp yêu đế, lại có thể sống sót được sao tần vũ cười nói tiểu đồng tiểu tử đó đã chết chúng ta lưu lại đây cũng có điểm phiền phức quay về thôi quay về không thể đợi thêm vài ngày nữa hắc đồng hốt nhiên quay đầu nhìn quách phàm trong mắt đầy vẻ không muốn trong lòng quách phàm cũng có sự không cam không thể tiếp tục ở lại được tần vũ không sợ bắt cấp yêu đến lưu đồ nhưng hắn ngại phiền hà nghe thấy tần vũ nói một cách kiên định như vậy trong mắt hắc đồng và quách phàm đều hiện lên một sự mất mát tần vũ hốt nhiên chỉ quách phàm bất quá tiểu tử này có thể đi cùng chúng ta hắn ở lại đây ưng tộc truy ra hắn chắc chắn sẽ phải chết ra con đã biết đại bá là tốt nhất mà hắc đồng mừng rỡ ôm lấy tần vũ tần vũ liền cười không biết ai vừa nói sau này sẽ không lý gì tới ta nữa nhỉ đại bá mặt hắc đồng đỏ lên chỉ là nàng lại lén nhìn quách phàm bên cạnh một cái trên mặt quách phàm có vẻ vui mừng Hắn cũng đang lén nhìn tần vũ, vừa rồi, ba đế cấp cao thủ cao, vời trong mắt hắn không ngờ chỉ nháy mắt đã chết không biết đến ngày nào, ta mới có thể lợi hại, giống như đại bá của đồng đồng, quyền đầu của quách phàm không khỏi nắm chặt lại. Vùng ngoại ô thành trì lục lam tinh. Hắc đồng nhìn quách phàm nhỏ giọng nói. Quách phàm ca ca, đại bá ta sẽ lập tức thi triển đại Nazi, huynh hãy ngoan ngoãn đứng yên là được. Quách phàm kinh hãi hỏi. Chúng ta sẽ không thông qua tinh tế truyền tống trận sao? Dù là yêu đế nói chung cũng rất ít khi sử dụng đại na di để đi, trung quy khoảng cách đi được bằng đại na di so với tinh tế truyền tống trận chênh lệch rất lớn. Sử dụng tinh tế truyền tống trận chỉ với cái thời gian xếp hàng đợi ta đã có thể mang hai tiểu gia hỏa các ngươi về rồi. Tần Vũ liền mỗi tay nắm một người trực tiếp thi triển đại na di, cả người đột nhiên tiêu thất. Tần Vũ mang theo hai người tịnh không thể một lần tới được lưu lam tinh, hắn phải hơi dừng ở một tinh cầu hoang vu, rồi tiếp tục thi triển đại na di lần nữa mới đưa hắc đồng và quách phàm về được lưu lam tinh trong phòng khách của thanh lưu uyển ở ngũ liễu cung trên lưu lam tinh hầu phí hắc vũ bạch linh ốc lam kể cả đồng tuyết đang ở đó tất cả đều chăm chú nhìn quách phàm hầu phí vươn đầu tới nhìn chằm chằm quách phàm hắc đồng mới về mồm thì chế giễu nói chà chà không ngờ được a à, tiểu đồng tiểu nha đầu con mới ra ngoài có một thời gian đã mang một người yêu về rồi nhị bá con đến hiện giờ vẫn chưa có tình nhân đâu đấy hắc đồng móc máy miệng thi thoảng nhìn những trưởng bối trước mắt sau đó lại thẹn thùng cúi đầu xuống còn quách phàm thì có chút thận trọng hắn có thể cảm giác ra được những người này bất cứ một ai cũng đều là cao thủ đáng sợ quách phàm ca ca ta giới thiệu với huynh hắc đồng kéo quách phàm đầu tiên nhìn về ốc lam quách phàm ca ca đây là ốc lam đại bá người quý ta nhất huynh cũng gọi người là ốc lam đại bá giống ta nhé ốc lam cười ha ha gật gật đầu quách phàm bái kiến ốc lam đại bá Quách Phàm rất là dè dặt, tuy hắn rất muốn biểu hiện của mình tự nhiên, nhưng mấy người trước mắt chỉ tùy ý đứng đó mà đã gây cho hắn một áp lực tâm lý khủng khiếp rồi. Trung quy đây là một nhóm đề cấp cao thủ, hơn nữa còn là những đề cấp cao thủ cực kỳ lợi hại. Hắc Đồng lại nhìn về Tần Vũ. Đây là đại bá của ta, huynh cũng đã biết rồi, con người của đại bá ta rất tốt, ngoài ra lời nói của người rất hữu dụng a. À. Quách Phàm bái kiến đại bá. Quách Phàm nghe thấy Hắc Đồng nói như vậy, cũng đã minh bạch Lời của đại bá này rất có trọng lượng trong nhóm người tại đây. Tần Vũ cười nhạt một tiếng chỉ gật nhẹ đầu. "Đây là nhị bá ta, không cần kính trọng người, vì người luôn trêu đùa ta." Hắc Đồng Nhan mũi nói, Hầu Phí lập tức trừng mắt lên, mọi người trong phòng khách đều cười ha ha, dù cho Hắc Vũ từ nãy đến giờ sắc mặt không quá tốt cũng có nét tươi cười. Hầu Phí lập tức mở miệng muốn nói. "Bất quá, nhị bá ta cũng là người đùa với ta nhiều nhất, sâu trong lòng, kỳ thật rất quan tâm đến ta." hắc đồng ngọt ngào nói vậy lúc này hầu phí mới hài lòng gật đầu cười bảo người nha đầu này coi như là hiểu rõ tâm tư của ta quách phàm bái kiến nhị bá quách phàm cung kính ưm hầu phí vênh mặt gật đầu rồi tức thì trừng mắt tiểu tử người nghe cho rõ này nếu để ta biết được sau này ngươi khi phụ tiểu đồng ta sẽ chặt ngươi thành tám khúc hầu phí lúc trừng mắt trong con ngươi cháy lên quang mang thực chất giống như hỏa diễm điều này khiến cho Quách Phàm kinh hãi trong lòng. Quách Phàm chỉ gật đầu, đồng thời nhìn Hắc Đồng bên cạnh một cái. Đây là sư tôn ta, khi ta lưu lại Lưu Lam Tinh lần trước huynh cũng đã gặp. Hắc Đồng giới thiệu Đồng Tuyết, Quách Phàm lập tức hành lễ, lúc trước Hắc Đồng chính là cùng với Đồng Tuyết đến Lục Lam Tinh, khi Quách Phàm gặp nàng thì cũng đã gặp sư tôn của nàng. Hắc Đồng kéo tay Quách Phàm, đi tới trước mặt Hắc Vũ, Bạch Linh, nói một cách trịnh trọng. Đây là cha mẹ ta bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé quách phàm há miệng nhưng không biết xưng hô thế nào hắc vũ nhíu mày hư lạnh một tiếng quách phàm không khỏi run lên trong lòng hắc vũ thập phần coi trọng thực lực còn quách phàm này chỉ là một yêu thú phổ thông hắc vũ thậm chí lo lắng một khi ba huynh đệ bọn họ phi thăng lên thần giới thì quách phàm bằng vào cái gì để chiếu cố nữ nhân của mình Hiện giờ thấy Quách Phàm ngây ra như gỗ, trong lòng càng thấy giận hơn. Bên này Tần Vũ cười bảo: "Quách Phàm, gọi bá phụ bá mẫu là được." Quách Phàm cảm kích nhìn Tần Vũ một cái, rồi lập tức cung kính nói: "Quách Phàm bái kiến bá phụ, bá mẫu." "Tốt, tốt." Bạch Linh rất cao hứng, Hóc Vũ chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hôm đó trong Thanh Lưu Uyển đã cử hành yến tiệc, Quách Phàm đã trở thành người của Ngũ Liễu cung, Ngũ Liễu cung có thể coi là vua thổ địa của Lưu Lam Tinh ưng tộc dù cho thế lực to lớn tua sâu trên người dài đến lưu lam tinh cũng tìm không ra thân phận của quách phàm trên yến tịch ba người tần vũ hắc vũ hầu phí đi ra phòng khách tiểu hắc đệ hình như không thích quách phàm đó lắm tần vũ sớm đã nhìn ra hắc vũ không thích quách phàm hắc vũ đạm nhiên nói tiểu đồng thích tiểu tử ngốc đó đệ cũng không có biện pháp chỉ là quách phàm đó từ chất quả thực rất tầm thường luận tốc độ tu luyện ba huynh đệ chúng ta người nào không ghê gớm chứ nhưng Quách Phàm, sau này trông vào hắn bảo hộ Tiểu Đồng, đệ thực không có tin tưởng. Tần Vũ khuyên nhủ: "Đừng quá để ý, mỗi người sẽ có cơ hội của họ, thiên tư là trọng yếu, nhưng nỗ lực cá nhân càng quan trọng hơn. Thành tựu trong tương lai của Quách Phàm thế nào, đệ hiện giờ sao có thể biết được, hơn nữa Tiểu Đồng thích tiểu tử này, đó mới là quan trọng nhất." Tần Vũ thấy biểu tình trên mặt của Hắc Vũ liền biết Hắc Vũ Tịnh không tán đồng gì, hắn đành chuyển đề tài. "Tiểu Hắc, lần này ở Lục Lam Tinh, ta đã giết ba yêu đế của ưng tộc một kẻ trong đó còn là thượng cấp thần thú thanh hòa ưng ta nghĩ ưng tộc sẽ không bỏ qua ưng tộc hắc vũ hầu phí nhẹ ngần người nhưng trên mặt lại không có chút quan tâm nào phi cầm nhất tộc hiện giờ chỉ có bằng ma hoàng là có thể khiến ba huynh đệ phải cẩn thận thôi ta nói chuyện này chỉ để các đệ chú ý một chút ta sẽ lập tức an bài đồng tuyết chú ý người ngoài đến lưu lam tinh trung quy nhiều hơn một chuyện không bằng bớt đi một chuyện tần vũ cũng không đế gì trong lòng trong hoàng cung ở hắc ô tinh tinh cầu hạch tâm của phi cầm nhất tộc bằng ma hoàng tông duyên cùng với hai bát cấp yêu đế thủ hạ ngao khô lưu đồ đang uống rượu đàm luận lưu đồ hốt nhiên lấy ra một viên truyền tấn linh châu qua giây lát lưu đồ liền nhíu mày lại lập tức đứng lên nhìn bằng ma hoàng cung kính nói bệ hạ bên trong tộc của thổ hạ phát sinh một vài chuyện hiện giờ cần phải về giải quyết ngao khô cười nói có đại sự gì chứ uống rượu xong rồi đi cũng chưa muộn à ánh mắt bằng ma hoàng quét qua lưu đồ phát sinh đại sự gì lưu đồ lập tức cung kính đáp không lâu trước tộc trưởng tương lai của tộc ta với hai vị yêu đế đã bị một cao thủ thần bí đánh chết ở lục lam tinh cao thủ thần bí bằng ma hoàng thoáng lộ vẻ khinh thường nói tộc trưởng kế nhiệm của ưng tộc ngươi hình như đã đạt đến nhất cấp yêu đế còn có hai yêu đế thực lực có bao lớn chứ có lẽ kẻ thực lực bình thường cũng có thể giết được chúng lưu đồ cung kính nói đối với bệ hạ mà nói thần bí cao thủ kia đương nhiên tầm thường bất quá hắn giết tộc trưởng tương lai của tộc ta ta thân là tộc trưởng đương đại nên cần phải giải quyết tên cao thủ đó bằng ma hoàng vẫn không tha phản đối nói uống rượu xong rồi hãng đi vâng lưu đồ không dám nói thêm chuyện rượu bị ngưng này như đã chú định không thể nào uống yên ổn được nữa chỉ vừa uống hai chén bằng ma hoàng đã cầm lên một viên truyền tấn linh châu tông duyên đã lâu rồi không có liên lạc một giải tin tức đã làm cho bằng ma hoàng đang trong cuộc rượu hoàn toàn tỉnh lại bởi vì người đã phát ra giải tin tức đó chính là cao thủ mà cả bằng ma hoàng cũng nhìn không thấu hào xưng vạn cổ trưởng thanh thanh đế chỉ thanh huynh không biết có chuyện gì mà tìm ta vậy bằng ma hoàng đối với thanh đế vẫn còn có lễ phép thanh đế truyền tấn nói ta là có một chuyện muốn tìm người nói thật với ngươi sau khoảng một năm nữa ta sẽ phải độ thần kiếp độ thần kiếp tim bằng ma hoàng nhảy loạn lên đúng lần này độ thần kiếp ta quyết định mời bằng hữu các nơi ở tiên ma yêu giới đến xem lễ ta hiện giờ chính là muốn thông chi cho ngươi mời đến xem lễ không biết tông duyên ngươi có hứng thú xem ta độ thần kiếp hay không đây ngư khí trong truyền tấn của thanh đế lộ vẻ rất thoải mái trong mắt bằng ma hoàng lóe lên một tia sáng đương nhiên có hứng thú chỉ thanh huynh độ thần kiếp lại đã mời ta ta sao có thể không tới chứ người bình thường độ thần kiếp vì đề phòng người ngoài quấy rối nói chung sẽ không nói cho người nào khác việc đó nhưng thanh đế là muốn mời mọi người đây đúng là một chuyện khá kỳ quái chỉ là đối với mấy người bằng ma hoàng mà nói được xem thần kiếp trước đối với việc họ độ thần kiếp sau này cũng có ích lợi hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua được có lẽ một năm sau thần kiếp sẽ đến thời gian chuẩn xác hơn ta hiện giờ cũng không thể xác định địa điểm độ kiếp ta đã quyết định chính là ở một tinh cầu không người trong bạch chỉ tinh hệ thuộc bản noãn tinh vực tại tiên giới phong loan tinh ngươi chỉ cần đến bích ba tinh thì tự nhiên sẽ có thuộc hạ của ta dẫn ngươi tới phong loan tinh thanh đế nói tỉ mỉ địa điểm thời gian bằng ma hoàng truyền tấn nói được đến lúc đó ta nhất định sẽ đến tông duyên ngươi có thể đem tin tức này truyền ra ngoài chỉ cần đến khi đó ai có thể tới được phong loan tinh thì đều có thể xem lễ thanh đế giao phó sau đó bằng ma hoàng liền cắt truyền tấn với thanh đế chỉ là lần truyền tấn này đã khiến bằng ma hoàng thấy kỳ quái trong hoàng cung của phi cầm nhất tộc. Bằng ma hoàng nhíu mày suy nghĩ. Ngao khô nhỏ giọng gọi. Bệ hạ. Ngao khô và lưu đồ thấy lạ, không biết bằng ma hoàng đang suy nghĩ cái gì. Bằng ma hoàng ngừng đầu, nhìn hai người họ. Lưu đồ. Ngao khô. Ta hỏi các ngươi thanh đế phải độ thần kiếp, vì sao lại muốn mời mọi người ở tiên ma yêu giới. Độ thần kiếp là đại sự, hắn không sợ có người làm loạn ư. Ngao khô. Lưu đồ kinh hãi thốt. Bệ hạ người nói thanh đế phải độ thần kiếp. Trong tâm trí của họ, thanh đế tiên đế thần bí đó vẫn còn đang ở cảnh giới bắt cấp tiên đế, ai ngờ đã sắp phải độ thần kiếp. Đúng, chỉ thanh sắp phải độ thần kiếp, hơn nữa còn muốn mời vô số người của tiên ma yêu giới tới xem lễ. Các người nói xem trong hồ lô của chỉ thanh rút cục bán thuốc gì. Bằng ma hoàng nhíu mày suy tư. Lưu đồ hốt nhiên nói. Thanh đế dám làm như vậy. Nói lên rằng, hắn đối với việc độ thần kiếp có đầy đủ tự tin, cũng không sợ người nào đến phá. Ngào khô cũng gật đầu đồng ý. Thanh đế cái lão hồ ly đó, thâm tàng bất lộ, tu luyện bao nhiêu năm như vậy, khẳng định đã có thủ đoạn đặc biệt gì đó. Bằng ma hoàng gật đầu cười lạnh một tiếng. Khi ta còn nhỏ, chỉ thanh đã là một trong những đại bá chủ của tiên giới. Trái lại đến ngày nay, chỉ thanh không tạo ra được tiếng tăm gì, nhưng hiện giờ đột ngột mời mọi người đến xem hắn độ thần kiếp. Lần này ta muốn xem xem, rút cục chỉ thanh có thủ đoạn gì lợi hại mà có tín tâm độ thần kiếp như vậy. Không chỉ bằng ma hoàng, trong một ngày, vũ hoàng, huyền đế cùng với viêm hoàng vừa cuột khởi của tiên giới, huyết ma đế, hắc ma đế, tu la ma đế của ma giới, các vị đại nhân vật của tàu thú nhất tộc, long tộc, phi cầm nhất tộc của yêu giới, đều nhận được truyền tấn của thanh đế. Nội dung truyền tấn rất đơn giản, chính là muốn mời bọn họ đến xem lễ. Hơn nữa lúc thanh đế truyền tấn, còn nhờ bọn họ có thể đem tin tức này truyền ra ngoài làm cho càng nhiều người hơn có thể tới xem lễ bất cứ ai đến được phong loan tinh đều có thể xem lễ phóng tay như vậy muốn mời hết cao thủ của tiên ma yêu giới đến quan sát trên lịch sử của tiên ma yêu giới cũng là chuyện cực kỳ ít thấy đương nhiên cũng đã từng có người làm như vậy có lẽ phần lớn đó là một trong yêu giới tam hoàng tiên giới thì lại chưa có một tiên đế nào dám làm thế tần vũ ở lưu lam tinh cũng nhận được truyền tấn của thanh đế trong truyền tấn thanh đế còn ca ngợi tần vũ một phen khen hắn không ngờ có thể một mình giết được bát cấp yêu đế bạch phượng điều đó nói lên rằng tần vũ ít nhất đã thành cao thủ thuộc tầng đỉnh điểm nhất tại tiên ma yêu giới cũng chỉ có một số ít người mới có thể hơi gây áp lực được cho tần vũ mà thôi trong thanh lưu uyển ngũ liễu cung ở lưu lam tinh tần vũ trực tiếp nói phí phí tiểu hắc các đệ chuẩn bị một chút qua hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát lần này thanh đế độ thần kiếp đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội tốt được xem trước tình huống độ thần kiếp sau này cũng có cơ sở mà chuẩn bị. Độ thần kiếp a, à, nhất định phải xem rồi. Hầu phí có vài phần hưng phấn. Học Vũ trầm ngâm nói: "Đại ca, lần này chúng ta tới bao người, Lưu Lam tính cách tiên giới dẫu sao cũng rất xa, nếu đi, lúc quay về cần một khoảng thời gian dài." Tần Vũ suy nghĩ một chút liền nói: "Chúng ta ba người, để Ốc Lam và Bạch Linh cùng đi, còn Quách Phàm và Tiểu Đồng thì ở lại trong Ngũ Liễu cung, có đồng tuyết chiếu cố." Cộng với lưu lam tinh này có thể coi như thiên hạ của chúng ta, người khác cũng không tra ra được, rất an toàn. Hắc Vũ, Hầu Phí cũng gật đầu tán đồng. Hốt nhiên Tần Vũ xấp tay lấy ra truyền tấn linh châu. "Tần Vũ, ngươi cũng nhận được truyền tấn của Thanh Đế chứ?" Đó là tin tức do hoàng tử của Long tộc Ngao Vô danh chuyển lại. Tần Vũ trả lời: "Đã nhận được." "Tần Vũ, lần này ngươi nhất định phải tới, Độ Thần Kiếp Công Khai a, chắc chắn sẽ hấp dẫn lượng lớn cao thủ đến, không chỉ mấy người ngân hoa mỗ mỗ." Nghe hoàng sẽ tới thậm chí đến cả một vài cao thủ ẩn sĩ chân chính cũng sẽ xuất hiện những ẩn sĩ đó không quan tâm tới danh tiếng nhưng lại rất chú ý tới thần kiếp quang cảnh lần này khẳng định sẽ lớn vô cùng ngao vô danh tựa hồ như có chút hưng phấn ẩn sĩ cao thủ chân chính tần vũ cũng dâng lên một sự mong đợi trong lòng tiên mai yêu giới này rút cục có bao nhiêu ẩn sĩ cao thủ đây không chân chính gặp mặt những người đó thì không ai biết được họ là cao thủ hai ngày sau tần vũ giao phó đồng tuyết khoảng thời gian chúng ta ly khai tiểu đồng và quách phàm không được rời khỏi lưu lam tinh phải ở lại trong ngũ liễu cùng tu luyện đồng tuyết cung kính đáp vâng chủ nhân hắc đồng và quách phàm thấy tần vũ nghiêm túc như vậy không dám thở mạnh hắc đồng sớm đã biết đại bá mình bình thường rất tốt nhưng khi nghiêm túc lên lại là người nghiêm khắc nhất tần vũ quay đầu nói phí phí tiểu hắc các đệ vào khương lan giới trước đi đến khi tới khu vực của tiên giới ta sẽ để các đệ ra khu vực yêu giói dẫu sao cũng không an toàn tần vũ khẳng định bằng ma hoàng sẽ không bỏ qua việc truy tìm ba huynh đệ bọn họ với thực lực của thuộc hạ bằng ma hoàng căn bản nhìn không thấu được thân phận mấy người tần vũ mười phần có đến tám chín là bằng ma hoàng để thủ hạ chú ý xem có hay không ba nam tử công lực cực kỳ lợi hại ba người cùng nhau xuất phát có nguy cơ bị phát hiện nhưng tần vũ một mình lại có thể nói là trăm phần trăm an toàn trung quy với linh hồn cảnh giới của hắn hiện giờ dù là bằng ma hoàng ở trước người hắn cũng không phát hiện ra thực lực của hắn. Hầu phí cười hi hi nói. Đại ca, chúng đệ biết rồi, hơn nữa tạp mao điểu còn mong buổi tiếp bạch linh nữa. Hóc vũ chỉ có thể cười bất lực. Sau đó, hóc vũ, hầu phí đi vào trong khương lan giới, còn tần vũ một mình trực tiếp thi triển đại di với một tộc độ khủng khiếp bắt đầu đến tiên giới. Khu vực tiên giới cực kỳ to lớn, tàu thú nhất tộc, long tộc, phi cầm nhất tộc của yêu giới tất cả đều có vùng biên giới với tiên giới trong đó vùng biên giới của tẩu thú nhất tộc là lớn nhất còn phi cầm nhất tộc là nhỏ nhất từ phi cầm nhất tộc đến tiên giới có hai con đường con đường đầu tiên rất gần chính là xuyên qua ám tinh giới đi vào tiên giới hiện giờ tần vũ vẫn chưa từng nghĩ qua đi vào ám tinh giới hắn chọn con đường thứ hai đi tới đầu phía nam khu vực của phi cầm nhất tộc rồi dọc theo biên giới tiếp cận tiên giới nhờ vào tinh tế chuyển tống trận để đi qua mất khoảng mười ngày Tần Vũ dọc đường du ngoạn dễ dàng tới được vùng biên giới. Nơi đây cao thủ nhiều quá, vừa đến tinh cầu biên giới, tiên thức của Tần Vũ phát tán ra đã phát hiện thấy không ngờ có gần 10 đế cấp cao thủ ở tại nơi này, con đường duy nhất tới tiên giới của phi cầm nhất tộc, số lượng đó quả thực đáng kinh ngạc, chỉ là những đế cấp cao thủ đó, tựa hồ như là cùng một đoàn, cùng nhau muốn thông qua tinh tế truyền tống trận. Có lẽ cũng là những người muốn đến xem thanh đế độ thần kiếp, Tần Vũ nhấc chân một cái đã đến thẳng bên cạnh tinh tế truyền tống trận. Số lượng chuẩn xác của nhóm yêu đế đó là 8 người, họ đang nói cười với nhau. Thực lực của ưng tộc quả thực không nhỏ, Tần Vũ thầm cảm thán trong lòng, chỉ 8 yêu đế trước mắt đều đã là người của ưng tộc, ai biết được ưng tộc có tổng cộng bao nhiêu yêu đế, đệ nhị đại thế lực trong phi cầm nhất tộc, đích xác là danh bất hư truyền. Trên thực tế, Tần Vũ không rõ lắm về phi cầm nhất tộc. Phi cầm nhất tộc này, bằng tộc tuy là đệ nhất thế lực, nhưng luận về số lượng, bọn họ còn xa mới bằng được ưng tộc chỉ là bằng tộc có hai loại siêu cấp thần thú hơn nữa cao thủ cũng nhiều nên mới có thể đè nén ưng tộc mạnh nhất của ưng tộc chỉ là thượng cấp thần thú nhưng số lượng bọn họ lại cực nhiều đại ca nam tử phía sau hình như rất mạnh đệ nhìn không thấu hắn huynh nhìn thấu không ồ cao thủ này ở đâu đến ta cũng nhìn không ra hắn vậy hắn ít nhất cũng là thất cấp yêu đế có lẽ là một ẩn sĩ cao thủ nào đó của phi cầm nhất tộc chúng ta tộc trường đã nói qua lần này tin tức thanh đế độ kiếp được truyền ra khẳng định sẽ hấp dẫn được lượng lớn ẩn sĩ cao thủ loại ẩn sĩ cao thủ này bình thường không gặp được một người nhưng cơ hội tốt được xem người độ thần kiếp đám người đó sẽ ló mặt ra đừng quá nhìn người đó ai biết được thực lực hắn ra sao chọc tức hắn huynh đệ chúng ta có thể sẽ tiêu hết ở nơi này tám yêu đế đó dùng yêu thức giao đàm với nhau cuối cùng quyết định nhất trí làm như không phát hiện ra tần vũ tám người rất quy củ tiến vào tinh tế truyền tống trận sau đó được truyền tống đi liền ngay sau tần vũ trả tiền phí cũng đi vào tinh tế truyền tống trận chỉ một trận quang mang lóe lên tần vũ đã từ khu vực của phi cầm nhất tộc đi đến tinh cầu biên giới thuộc tiên giới ba huynh đệ tần vũ hầu phí hóc vũ sánh vai bay trong không trung nhìn mặt đất không mở bến hóc vũ cảm thán nói tiên giới đây chính là tiên giới từ đó tới giờ ta chưa từng tới qua hầu phí cũng hít sâu một hơi gật đầu bảo ta cũng chưa từng tới Tần Vũ nhớ lại quá khứ còn nhớ lần trước khi từ tiên giới tiến vào yêu giới. Ta đã bị Vũ Hoàng truy sát, chỉ có thể trốn trong khương lan giới. Cuối cùng khổ tu, thành công mở được đệ tam tầng vạn thú phổ, mới đánh tan tác được đám người Vũ Hoàng. Nhưng nếu hiện giờ, ta một mình đánh với Vũ Hoàng, thì cũng chẳng ngại. Tần Vũ sung mãn tự tin. Đã đến đệ thất tầng cửu chuyển ám kim thân. Tần Vũ tuyệt đối trội hơn Vũ Hoàng bát cấp tiên đế năm xưa, cộng với lực khôi phục kinh người của hắn. Dù là Vũ Hoàng cửu cấp tiên đế hiện giờ, hắn cũng có thể sánh được. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ECAB phim viết liền không giấu nhé. Quác quác, đại ca, nếu mà lại gặp mấy người vũ hoàng, ba huynh đệ chúng ta cùng lên, đem toàn bộ bọn chúng đánh cho thành từng mảnh vụn luôn. Trong lời nói của hầu phí ẩn hàm một tia khí tức bạo ngược, tần vũ mỉm cười, hiện giờ ba huynh đệ liên thủ, đúng là không ý kỵ hai người vũ hoàng chút nào. Vô song cảnh kiếm, có thể đâm phá thân thể hắn, nhưng sẽ không thể dễ dàng làm vậy giống như khi xưa vừa tới khu vực của phi cầm nhất tộc. Hơn nữa, hiện giờ hắc động cũng đã trở nên ổn định hơn, muốn khiến nó sụp đổ cũng có chút khó khăn. Tần Vũ đối với công pháp của mình rất tin tưởng. Nguyên anh tu luyện của kẻ khác rất yếu ớt, còn hắc động của mình lại dễ dàng thôn phệ được cả kiếm khí, hết sức ổn định. Tần Vũ cười lớn nói: "Đi, bà huynh đệ chúng ta hãy du ngoạn vui vẻ ở tiên giới." hy vọng vũ hoàng và huyền đế đừng phát hiện ra chúng ta nếu không chúng ta sẽ giày xéo bọn chúng một phen ánh mắt của hầu phí và hắc vũ đều phát sáng sau đó ba huynh đệ rất ung dung lang thang ở tên giới bọn họ cũng không vội đến phong loan tinh ở bạch chỉ tinh hệ tuy ngày độ kiếp không biết được chuẩn xác nhưng cũng đại khái độ một năm sau nên bọn tần vũ du ngoạn khoảng nửa năm rồi mới đi tuyệt đối không có muộn ba huynh đệ ẩn giấu thực lực lang thang ở tiên giới cũng đã từng gặp phải không ít người không tự lượng sức ba người đương nhiên là rất dễ dàng đánh bại đối phương. Đối diện với những người không giống nhau, có khi nhẹ nhàng hí lộng trừng phạt một lần, hoặc có khi cầm cố công lực của họ, một vài tên cặn bã đáng ghét thì giết thẳng luôn. Những ngày tiêu diêu tự tại, thậm chí đã có tư vị hành hiệp trượng nghĩa một phen. Ba huynh đệ ở các nơi tại tiên giới ăn uống phóng đãng thưởng thức những cảnh sắc đặc biệt của một vài tinh cầu, so với những ngày của hơn nghìn năm trong quá khứ thì thống khoái hơn hẳn. Bạch chỉ tinh hệ, bích ba tinh cùng với một trận quang mang ba người tần vũ đã trực tiếp đến đây so với khi xưa kinh nghiệm nhờ qua hơn nửa năm du linh sinh hoạt của ba huynh đệ đã trở nên mở mang hơn nhiều bích ba tinh ánh mắt tần vũ nhìn bốn phía trong lòng lại đang nghĩ về chuyện năm xưa lúc đi ra từ bích ba tinh thì gặp phải sự vây sát của vũ hoàng lần đó bị vây sát sợ là thanh đế không thoát khỏi quan hệ tần vũ rất minh bạch trong lòng chỉ là hắn không muốn có thêm một địch nhân nên đã bỏ qua hơn nữa lúc ở cùng thanh đế hắn cảm giác thấy con người thanh đế rất tốt. Ba vị tiền bối, dám hỏi ba vị có phải là người đến xem bệ hạ độ thần kiếp không? Một nam tử thân mặc một bộ chiến giáp chuẩn mực đi tới. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Không biết phong loan tinh đó ở tại đâu vậy? Nam tử kia mỉm cười đáp. Bệ hạ sớm đã có an bài, đằng xa kia có ba cỗ truyền tống trận mới được làm, chỉ để thông tới phong loan tinh. Ba vị tiền bối có thể đi vào, còn về phí dụng thì là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch một khối tần vũ hơi ngạc nhiên dù cho đi tới địa phương gần hơn nữa thì ít nhất cũng phải hai khối hạ phẩm nguyên linh thạch bởi vì một khối trong đó là để cung ứng cho truyền tống trận một khối còn lại chính là lợi nhuận mà trưởng khống giả của tinh cầu được hưởng vâng việc bệ hạ ấn định phí dụng là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch chỉ là một hình thức mà thôi bệ hạ vốn không để tâm chút nào về chuyện đó trong mắt nam tử đó có một nét sùng bái thanh đế ở trong tiên giới danh vọng vô cùng cao Trung quy thời gian là thứ tốt nhất để thí nghiệm tôi luyện sắt đá. Thanh đế tiếu ngạo tiên giới nhiều năm, thực lực, địa vị căn bản không cần phải hoài nghi, số người sùng bái ông cũng cực kỳ nhiều. Thanh đế đó quả thật là một người có vai vế, bội phục, bội phục. Hầu phí chỉ từ việc thu phí một khối hạ phẩm nguyên linh thạch đã thấy khâm phục thanh đế dù từ trước tới giờ chưa gặp qua. Đưa qua một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Sau đó, ba huynh đệ liền bước vào một cỗ tinh tế chuyển tống trận, cùng với một trận quang mang lóe lên, ba người đã từ bích ba tinh tới phong loan tinh rồi phong loan tinh đó vốn là một vô danh tinh cầu hoang vu cái tên phong loan tinh cũng là do thanh đế đặt cho nhưng từ sau khi thanh đế quyết định chọn chỗ độ kiếp là ở đây thì phong loan tinh đã không thể tiếp tục vắng lặng không người biết đến được nữa phong loan tinh sở dĩ đặt là phong loan chính là vì tinh cầu này có nhiều núi cao những sắc màu của các đỉnh núi chủ yếu phân thành màu đỏ thắm màu trắng cùng với màu xám ba loại đó tam vị tiền bối ba huynh đệ tần vũ vừa mới đi ra đã có một nữ tử cung kính nói ba vị tiền bối là đế cấp cao thủ có thể theo tiểu nữ tới đệ nhất khu vực dùng để quan sát cảnh bệ hạ độ thần kiếp tần vũ hầu phí hắc vũ nhìn nhau không khỏi bật cười thanh đế an bài đích xác là quá tốt vậy cô hãy đi trước dẫn đường tần vũ mỉm cười sau đó ba huynh đệ theo sau nữ tử cực tốc bay về phương bắc người trên phong loan tinh rất nhiều tần vũ đang ở trên không trung dùng tiên thức chỉ bao phủ một phần đã phát hiện thấy không dưới trăm vạn tu luyện giả những tu luyện giả này hầu như đều là tiên nhân người của ma giới và người của yêu giới thì vô cùng ít trong một năm đi từ yêu giới ma giới đến phong loan tinh ở tiên giới người bình thường có thể làm được sao tần vũ minh bạch trong lòng người của tiên giới sở dĩ nhiều như vậy nguyên nhân là chiếm được địa lợi tần vũ cảm giác thấy rõ ràng cả phong loan tinh đã được bố trí một cấm chế cực kỳ rộng lớn vùng ngoài cùng là nơi ở của cao thủ cấp thiên tiên vùng giữa là nơi ở của kim tiên cao thủ còn vùng trong nhất cũng là nơi được gọi là đệ nhất khu vực chính là chỗ của đế cấp cao thủ vùng ngoài cùng vào vùng giữa thanh đế không có phái người lập nên lạc viện nào cả những lạc viện đó là do các tiên nhân tự mình tạo nên còn đệ nhất khu vực thì có nhiều tòa đình viện chúng được những người chuyên môn kiến lập của thanh đế xây thành ba người tần vũ đi theo nữ tử đó hạ xuống cửa vào đệ nhất khu vực các vị tiền bối có thể đi vào bên trong sẽ có người an bài nơi ở cho các vị ba người tần vũ gật đầu sau đó bước vào cửa của đệ nhất khu vực ở cửa vào có bốn vị tiên đế đứng đó người dẫn đầu chính là người bạn cũ của tần vũ đồ đệ thứ tư của thanh đế tùng thạch tiên đế khi xưa ở nguyệt nha loan tần vũ đã biết người thanh niên này tần vũ cười hô tùng thạch đạo huynh tùng thạch tiên đế đang cùng người khác nói chuyện quay đầu nhìn lại tần vũ đã khôi phục lại diện mạo thực của mình tùng thạch kinh ngạc nói tần vũ người đã đến hai vị này chính là hai huynh đệ mà ngươi đã muốn tìm. Tần Vũ đáp rõng rạc. Đúng, đây là nhị đệ hầu phí của ta, còn đấy là tam đệ Hắc Vũ. Tùng Thạch Tiên Đế cười nói. Ồ, hầu phí, Hắc Vũ, sự tích về ba huynh đệ các người ta sớm đã nghe nói qua, đại viên Hoàng Tương Lai và một nhân vật mà bằng ma hoàng muốn truy sát. Ba huynh đệ các người thực là lợi hại, ngay cả Bạch Phượng Yêu Đế cũng đã bị các người giết chết. Hầu phí lên tiếng. Này, Vũ Hoàng, huyền đế đó đã đến chưa tùng thạch tiên đế cảm thán đáp vẫn chưa cả bằng ma hoàng cũng vậy có lẽ qua vài ngày nữa thì sẽ đến bất quá hiện tại bên trong đệ nhất khu vực đã có vài trăm vị đế cấp cao thủ rồi thậm chí còn có một vài ẩn sĩ cao thủ cực kỳ lợi hại ba huynh đệ tần vũ đều kinh hãi vài trăm đế cấp cao thủ quả thực là một con số kinh người trước đây bọn họ lần nhiều nhất gặp được cũng chỉ vài chục đế cấp cao thủ mà thôi tùng thạch tiên đế cười nói tần vũ ta sớm đã an bài nơi ở cho các ngươi ở ngay gần mấy người ngân hoa mỗ mỗ đó ngân hoa mỗ mỗ cũng đã đến ừ nghề hoàng cũng đã đến tần vũ ta hiện giờ mới biết một chuyện thì ra người lợi hại nhất ma giới không phải là ba người huyết ma đế hắc ma đế hay tu la ma đế còn có cao thủ lợi hại hơn chính ta đã gặp hai người tùng thạch tiên đến nói một cách thần bí ồ tần vũ sớm đã có chuẩn bị lần này chắc chắn sẽ nhìn thấy không ít ẩn sĩ cao thủ ẩn đế cùng với hắc bạch song đế cũng đã tới còn có tôn nữ của người nữa tùng thạch tiên đế cười tiếp ẩn đế tiền bối đối với việc lần này sư tôn độ kiếp rất là chú ý tần vũ cũng cười có thể không chú ý được sao ẩn đế cũng sẽ sớm phải độ thần kiếp thôi hầu phí thầm thì bất mãn đáng tiếc vũ hoàng tiểu tử đó còn chưa tới tần vũ nghe vậy không khỏi bật cười hầu phí trước khi đi đã nói muốn giáo huấn vũ hoàng một trận nên thân phía trước chính là nơi ở của ngân hoa mỗ mỗ lời của tùng thạch tiên đế vừa được hơn nửa liền đã nhíu mày lấy ra một viên truyền tấn linh châu sau đó ngẩng đầu nhìn tần vũ cười nói các ngươi đến thật hợp lúc vừa rồi thị vệ ở bích ba tinh truyền tấn tới vũ hoàng huyền đế đã tới ta sẽ phải tự mình đi nghinh tiếp đây vũ hoàng huyền đế đã tới trong mắt ba huynh đệ đều lóe lên một tia lệ mang tinh cầu vốn hoang vu không tiếng tăm phong loan tinh hiện giờ thanh danh của nó lại đang vang vọng đồng thời nơi đây cũng đã tụ tập lượng lớn các cao thủ, tiên đế, yêu đế, ma đế, số lượng nhiều đến kinh người, những nhị, tam cấp tiên đế xưng bá ở một vài tinh hệ trong quá khứ, nhưng khi đến nơi này từng người đều rất quy củ, không dám có chút khoa trương nào. Đệ nhất khu vực là nơi cư trú của đế cấp cao thủ. Bây giờ ba huynh đệ Tần Vũ chính đang ở cùng chỗ với Tùng Thạch Tiên Đế. Tùng Thạch Tiên Đế nhìn thấy biểu tình của bọn Tần Vũ, trong lòng liền cảm thấy chút bất lực, lập tức khuyên nhủ. Tần Vũ huynh đệ, các người hãy giúp đỡ ta lần này sư tôn phải độ thần kiếp người không muốn nơi này phát sinh chuyện phiền ta biết người và vũ hoàng huyền đế có cửu oán nhưng hãy đợi đến khi kết thúc độ kiếp của sư tôn hãng giải quyết được chứ tần vũ hầu phí hóc vũ nhìn nhau một cái ba huynh đệ dĩ nhiên đã có quyết định trong lòng tần vũ quyết định nếu ở chỗ này động thủ động tĩnh gây ra sẽ quá lớn để sau hãy nói lại vậy bản thân tần vũ cũng biết đạo tiến thoái nơi này tập trung vài trăm vị cao thủ cao thủ cửu cấp tiên đế, ít nhất trên 10 người, nếu động thủ thì phiền phức sẽ không nhỏ. Cảm ơn Tần Vũ huynh đệ nhiều, Ngân Hoa mẫu Mỗ đã tới rồi, đang ở cùng chỗ với Nghê Hoàng, Tần Vũ huynh đệ có thể trước tiên đến gặp mấy người Ngân Hoa mẫu Mỗ, nơi ở của các ngươi nằm ở bên phải đình viện của Ngân Hoa mẫu Mỗ, ta sớm đã sắp xếp như vậy, được rồi ta đi tiếp Đại Vũ Hoàng, huyền đế trước đã. Tùng Thạch tiên đế cảm kích chắp tay, rồi tức thì vươn người ly khai. Đại nhân vật nói chung, như Vũ Hoàng, Viêm Hoàng, quyết mà đế bọn họ đều là do tự mình Tùng Thạch tiên đế đi nghênh tiếp. Tùng Thạch, đệ tử chân truyền của Thanh đế, hơn nữa đã là cao thủ thất cấp tiên đế, cho nên tự mình hắn tiếp đãi cũng đã là xứng với thể diện của mấy người vũ hoàng rồi. Hừ, hầu phí bĩu môi, mắng khẽ. Còn tưởng nắm được cơ hội này giáo huấn hai kẻ bọn vũ hoàng một phen, chứ đến khi chúng và bằng ma hoàng tụ tập tại một nơi thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hắc Vũ cũng gật đầu tán đồng. Tần Vũ mỉm cười, mặc kệ hai phương bọn chúng có ở cùng một chỗ hay không cao thủ nơi này vốn đến từ khắp nơi ở tiên mai yêu giới ngay cả đại viên hoàng bọn họ cũng sẽ đến bằng ma hoàng dù muốn động thủ cũng không dám làm thế ở chỗ này đợi khi bọn chúng phân khai tốc độ của bằng ma hoàng quá nhanh rất khó đối phó gặp phải bằng ma hoàng thì cứ trực tiếp bỏ trốn là được còn về vũ hoàng và huyền đế chúng ta lại có thể đại chiến với chúng một trận hiện giờ tần vũ đã có đủ tự tin ba người tần vũ thực lực đề cao đạt đến như bây giờ dù cho không địch lại được đối phương thì cũng có đủ sức để mà chạy trốn tần vũ có lẽ không nghĩ chạy trốn là bất tài vô năng ngược lại hắn rất thích thấy sự tức giận của kẻ khác khi không bắt được hắn tần vũ truyền âm nói xem ra ngân hoa mỗ mỗ đã tới chúng ta hãy đi chào hỏi rồi tức thì ba huynh đệ tần vũ men theo con đường lát đá xanh đi thẳng tới chỗ của hai người ngân hoa mỗ mỗ nghe hoàng cách đó không xa tần vũ đạt đến thực lực như hiện giờ dù là cửu cấp tiên đế hắn cũng có thể nhìn thấu nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn nhìn không rõ được ngân hoa mỗ mỗ ngân hoa mỗ mỗ từ mi thiện mục khiến người cảm thấy thân thiết còn cửu cấp yêu đế nghe hoàng dung mạo yêu mị cực kỳ động nhân đồng thời còn gây ra trong tim mọi người một loại cảm giác cao quý nghe hoàng tán thưởng ngân hoa đại tỷ tốc độ tu luyện của tần vũ quả nhiên là nhanh hiện giờ dù là muội cũng miễn cưỡng lắm mới có thể cảm ứng được thực lực của hắn ngân hoa cười híp mắt lại gật đầu nói cũng được coi là khá bất quá tiểu tử đó vẫn cần phải nỗ lực à. tần vũ cuối cùng đã đi tới trước mặt ngân hoa mỗ mỗ cung kính chào mỗ mỗ nghe hoàng tiền bối ngân hoa mỗ mỗ mỉm cười ánh mắt quét qua hầu phí hắc vũ hiền từ nói tần vũ a hai tiểu hòa từ cạnh ngươi chính là hai huynh đệ mà ngươi đã muốn tìm nhỉ đúng mỗ mỗ đây là nhị đệ hầu phí của ta còn đây là tam đệ hắc vũ tần vũ quay mình nhìn về hầu phí hắc vũ phí phí tiểu hắc đến đây chào mỗ mỗ đi. Hầu phí cười hắc hắc một tiếng, chắp tay rất tùy ý cười nói. Vãn bối hầu phí xin chào ngân hoa mỗ mỗ, xin chào nghe hoàng tiền bối. Vãn bối hắc vũ xin chào hai vị tiền bối. Hắc vũ lại không cười, khuôn mặt vẫn băng lãnh. Nghe hoàng mặc một bộ trường bào màu hồng, nhìn hơi thùng thình, tựa như toàn thân là một đám hỏa diễm đang cháy vậy. Ánh mắt nghe hoàng nhìn về hầu phí, hắc vũ không tự chủ được phát sáng lên. Tần vũ, thực lực của hai huynh đệ này của ngươi cũng không kém a à. Hòa tình thủy viên thất cấp yêu đế cùng với côn pháp đặc biệt của viên hầu nhất tộc thực lực sợ là ngang với cửu cấp tiên đế còn hắc vũ này đã bị bằng ma hoàng lật tung trời đất truy sát chắc cũng không hề tầm thường hầu phí cười quang quác nói thường thôi thường thôi hắn xếp thứ ba trong ba huynh đệ ngân hoa mũ mũ cười chỉ hầu phí thốt người cái tên hầu tử này quả thật láo cá bỗng lúc này tần vũ có phát xác liền quay người hai phu thê vũ hoàng huyền đế sánh vai cùng nhau đi tới bên này đồng thời huyền đế huyền hy còn đang ở một bên đàm tiếu tự nhiên với tùng thạch tiên đế lúc đó hai người vũ hoàng cũng đã nhìn thấy ba huynh đệ tần vũ trong ánh mắt của vũ hoàng bắn ra hàn mang lăng lệ tần vũ tâm ý máy động xem ra trong lòng vũ hoàng vẫn ghi hận với ta đây hơn nữa còn hận đến xương tủy tần vũ cười nhẹ bảo phí phí tiểu hắc chúng ta hãy tới nghênh tiếp các hảo bằng hữu nào nghe thấy vậy trên mặt hầu phí và hắc vũ đều hiện lên nét cười tà dị ba huynh đệ tần vũ cùng sánh vai đi tới phía vũ hoàng con đường lát đá xanh này tịnh không rộng tổng cộng có khoảng ba thức độ rộng ba người đi thành hàng ngang tức thì hoàn toàn chiếm cứ con đường đó vũ hoàng huyền đế cũng đã dừng lại ba huynh đệ tần vũ một phía vũ hoàng huyền đế một phía lưỡng phương cách nhau khoảng mười thước đối với bọn họ mà nói cự ly mười thước hoàn toàn không đáng kể giữa nhân mã hai phương phát tán ra khí kình lăng lệ đối lập lẫn nhau Tần Vũ, người đã đạt đến cửu cấp tiên đế rồi. Sắc mặt Vũ Hoàng bỗng nhẹ biến, hắn phát hiện ra bản thân chỉ có thể mập mờ cảm nhận được thực lực của Tần Vũ, tựa hồ linh hồn cảnh giới đã ngang với hắn vậy. Tần Vũ nhìn Vũ Hoàng đáp. Cửu cấp tiên đế, có thể coi là vậy. Vũ Hoàng nếu đã muốn nghĩ như vậy, Tần Vũ cũng không phủ nhận. Sao có thể như thế được? Năm xưa đánh nhau ở tiểu hoàng tinh, người bất quá mới đạt đến nhất cấp tiên đế, vừa mới mở được đệ tam tầng vạn thú phổ. Nhưng đến hiện giờ, mới vài trăm năm ngươi sắc mặt vũ hoàng hơi tái đi không đủ nghìn năm đã đạt đến cửu cấp tiên đế đây đích xác là một chuyện đáng sợ tần vũ chỉ mỉm cười hắn cũng không giải thích bất kể vũ hoàng hồ tư loạn tưởng thế nào linh hồn cảnh giới của hắn và vũ hoàng vẫn tương đương vũ hoàng không thể nhìn thấu được tần vũ nên mới có một loạt các suy đoán hừ ngươi chính là vũ hoàng hầu phí hung tợn nhìn chăm chăm vũ hoàng kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.